Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần trên kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng để có những phân tích đánh giá lại toàn bộ cái kịch bản của cổ phiếu cũng như xu hướng thị trường trong tuần vừa qua. Thế thì kết thúc cái phiên giao dịch của tuần cũ tức là ngày 26 tháng 3 thì Hùng đã ra bản tin video số 148 phân tích định lượng tình hình thị trường chứng khoán tuần từ ngày 29 đến ngày 29 đến ngày mùng 3 tháng 4. Trong đó hỗ trợ ở vùng 1.150 điểm và thiếu vắng các cái trụ cột. Thì ngay khi mà vào cái bản tin video số 148 thì có ba cái vấn đề chính mà Hùng Lê đã có đề cập đến tất cả cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta khi tiếp cận cái bản tin video số 148. Cái thứ nhất đó là chúng ta sẽ đánh giá lại cái xu hướng của thị trường sau phiên giao dịch ngày thứ sáu. Vì sao chúng ta lại nói phiên giao dịch ngày thứ sáu thì chúng ta có thể nhìn thấy ở đây trên biểu đồ của VN Index của phiên ngày thứ sáu. Thì VN Index của chúng ta đã đánh gãy vùng 1.150 điểm ở phiên sáng và cuối phiên thì rút chân lên thì tất cả các mã cổ phiếu các cái nhóm ngành thì đều có rút chân cùng với thị trường chung của VN Index, VN30 và phái sinh. Vậy thì chúng ta sẽ tập trung để chúng ta đánh giá lại cái mức độ hồi phục của cổ phiếu ở trong cái phiên ngày thứ sáu. Đấy là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai đó là cái ý mà chúng ta chia sẻ đến thị trường chung, đến các cái mã cổ phiếu là chúng ta sẽ tìm tìm lại cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu, tìm lại cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu và tìm lại cái điểm lấp gáp của cổ phiếu cũng như thị trường để trên cái cơ sở đó thì chúng ta sẽ tìm cái vùng hỗ trợ để chúng ta có thể canh mua lại khi mà thị trường chung của chúng ta có những cái tín hiệu phục hồi. Và cái ý thứ ba đó là tập trung đánh giá các cái kịch bản về các cái ngưỡng hỗ trợ chung của thị trường, bộ ba chỉ số VN Index, VN30 và phái sinh ở vùng 1.150 điểm thì đấy là ba cái ý cơ bản trong cái bản tin video tuần số 148. Thì bây giờ chúng ta sẽ mở lại đây, cái điểm đánh đỏ đây là chính là cái điểm mà chúng ta ra cái bản tin tuần video số 148 thì cũng sẽ nói đến VN Index trước. Thì tuần vừa qua khi mà kết thúc cái phiên giao dịch ngày thứ sáu thì VN Index đã đánh thủng cái vùng hỗ trợ của thị trường ở 1.150 điểm và sau đó thì rút chân lên. Và đến phiên giao dịch của tuần mới, đến phiên giao dịch của tuần mới thì cũng có đánh giá lại cái kịch bản là chúng ta sẽ quan sát cái sự hội tụ của bộ ba chỉ số VN Index, VN30 trên cái vùng hỗ trợ đây, cái vùng hỗ trợ đây là vùng 1.150 điểm ở đây. Đối với chỉ số VN30 F1M thì nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Các anh chị, sau khi mà nó đánh thủng thủng ở đây thì thực ra là nó thủng rất là ngắn đối với chỉ số phái sinh thì nó chỉ về lại cái vùng test lại cái vùng vùng 1.147 điểm ở đây, chính là cái vùng mà trước trước đây phái sinh nó đã có một cái điểm sọc về đây và sau đó thì hồi phục lên. Và cái điểm hồi phục này thì chúng ta cũng có những cái đánh giá dự báo về cái xu hướng thị trường có thể test lại cung chỉnh, và trong cái phiên giao dịch của ngày thứ hai thì chúng ta thấy rằng là phái sinh cũng tương đối ổn định khi nó đi ngang sideways ở quanh vùng 1.170 điểm. Và đối với chỉ số VN30 thì đây chúng ta cũng có thể thấy rằng là VN30 phiên giao dịch ngày thứ sáu cũng có đánh thủng hỗ trợ vùng 1.150 điểm ở đây. Sau đó thì nó rút chân lên và đây là bắt đầu khởi động một cái tuần mới. Thì cái tuần giao dịch mới thì đối với chỉ số VN30 và chỉ số phái sinh trong cái phiên giao dịch của ngày thứ hai rất là tích cực, nó rất là tích cực khi nó chỉ test lại nhẹ qua cái biên ở vùng 1.170 điểm, tức là không test sâu lại vùng 1.150 điểm. Và mấu chốt kỹ thuật của thị trường đến ở trong tuần vừa qua đó là vùng 1.177 điểm. Vùng 1.170 điểm, 77 điểm trên chỉ số VN30 và trên chỉ số VN30 F1M. Thì tại cái thời điểm đó thì cũng đã có những cái đánh giá đây, tức là ngày 29 đây, lúc 11 giờ. Lúc 11 giờ thì cũng có đánh giá của cái phiên giao dịch ngày 29 tháng 3. Đó thì chúng ta có đánh giá cái kháng cự của vùng 1.177 điểm, 1.777 điểm của VN30 và phái sinh. Tức là trong một cái nhịp long lên, trong một cái nhịp hồi phục về mặt kỹ thuật ở đây thì Hùng nhìn thấy cái vùng 1.177 điểm đó là đây các anh chị này. Đó. 1.177 điểm đây là cái vùng hội tụ kỹ thuật, tức là sau khi nó rút chân lên ở vùng 1.150 điểm rồi thì cái mốc
Kỹ thuật ở vùng 1.177 điểm đối với chỉ số VN30 và chỉ số VN30F1M. Đấy là một cái vùng hội tụ về mặt kỹ thuật rất là quan trọng. Đó. Và đối với chỉ số VN Index thì lấy cái vùng hội tụ kỹ thuật của nó là ở vùng, đây anh chị có thể thấy đây, là vùng 1.175 điểm, chính là cái điểm cắt dấu xanh đây. Thì cái điểm điểm này nó có một cái ý nghĩa rất là quan trọng trên một cái biểu đồ về mặt xu thế của thị trường cũng như chỉ số VN Index, chỉ số VN30. Thì có một cái câu chuyện là khi mà các cái chỉ số này break được các cái vùng kháng cự từ đáy đi lên thì ông lấy cái mốc này làm cái mốc điểm để có thể đánh giá cái xu hướng của thị trường. Đó. Thì đây và chỉ số VN30 và VN30F1M thì ông cũng lấy cái điểm giao cắt ở đây, đó chính là vùng 1.177 điểm, sẽ đánh dấu lại dấu nhân ở đây cho mọi người có thể nhìn thấy. Đó thì cái điểm hội tụ kỹ thuật đồng thời của bộ ba chỉ số thị trường ở đây thì cũng đã có đánh giá khá là chi tiết và cái tinh thần đó là chúng ta sẽ mua từ từ khi mà thị trường bắt đầu hồi phục lên từ vùng đáy. Còn tiền thì để chúng ta canh các cái nhịp chỉnh của phái sinh thì chúng ta sẽ cân được các cái giá tối ưu. Tức là tại thời điểm đó thì cũng có khuyến nghị chúng ta bắt đầu bắt bắt vào một số các cái mã cổ phiếu. Đến 13:30 ngày 29 tháng 3, phiên giao dịch đầu tiên thì ông cũng đã tiếp tục nói đến cái vùng kháng cự 1.100, đang phản ứng khá là tốt ở vùng 1.177 điểm. Và cái vấn đề còn lại đó của thị trường đó là sàn hốt phải giao dịch ổn định trở lại để chúng ta có được một cái gọi là một cái cung cầu. Chúng ta đánh giá về mặt thuần về kỹ thuật nên chúng ta sẽ có một cái đánh giá cung cầu nó thực tế hơn. Và hiện tại thì và cũng tại thời điểm đó thì có chưa có kết luận về cái đáy ngắn hạn của thị trường, bởi vì lúc đó thì cái tín hiệu đồng pha của các cái nhóm ngành cơ bản, ví dụ mid cap, la cap hoặc là nhóm banh, nhóm trụ và nhóm chứng khoán thì chưa có cái tín hiệu đảo pha, tức là phải khi đồng loạt ở tất cả các cái nhóm ngành nó có cái tín hiệu đảo pha xu thế thì khi đó thì chúng ta sẽ kết luận đấy là đáy của thị trường. Và thời điểm đó thì cũng có đánh giá nhóm P, đó, nhóm P thì đang có cái tín hiệu đảo đảo pha và đáy của thị trường thì đang ở rất gần ở đây rồi. Đấy là những cái tín hiệu đầu tiên khi mà bộ các cái chỉ số thị trường break được cái vùng 1.177 điểm, 177 điểm. Cho đến ngày ngày 30 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3 thì tiếp tục đánh giá lại cái điểm trả cung về mặt kỹ thuật. Ngày 30 tháng 3 đây các cái điểm trả cung về mặt kỹ thuật. Khi mà test các cái điểm break xong cái vùng 1.177 điểm và test lại cái biên này không gãy và tích cực, đây có đánh giá không gãy là tích cực và cái bộ ba chỉ số trong đó VN Index, VN30 và phái sinh thì cho phép có thể test sâu xuống ở vùng 1.165 đến vùng 1.170 điểm cho bộ đôi này, nhưng trên thực tế thì cái điểm test sâu của cái chỉ số này chỉ quanh ở vùng 1.170 điểm thì đã kéo lên. Và tinh thần là các cái điểm rung lắc thì chúng ta nhặt hàng. Và cái phương pháp thì khi mà thị trường hồi phục thì chúng ta thường sẽ chọn những cái hàng mà chúng ta có sẵn ở trong tài khoản để chúng ta có thể đánh T cộng và cái theo cái nhịp hồi của thị trường, và ít nhất để khi thị trường về lại cái vùng kháng cự 1.195 điểm đến vùng 1.120 điểm đấy, 1.200 điểm thì chúng ta sẽ có thể canh để chúng ta chốt lại chốt hàng ngắn hạn. Thì mấu chốt vấn đề của thị trường nó đến từ phiên giao dịch của ngày thứ 5 và ngày thứ 6, về bản chất là như vậy. Hai cái phiên đó thì sau khi mà thị trường VN Index cán cái vùng 1.200 điểm, cùng với đó thì các cái chỉ số của phái sinh và VN30 thì đều có đồng loạt bứt phá tín hiệu, đây là nhờ cái sự bứt phá của nhóm trụ, nhóm banh. Và trong phiên ngày hôm nay thì thị trường tiếp tục kéo, tuy nhiên ở đoạn cuối thì có cái phần suy yếu. Và cái phần suy yếu này thì nó cũng do cái câu chuyện là phiên giao dịch chiều thì gần như là sàn hốt đã bị lỗi hoàn toàn, tức là vào đầu phiên chiều thì gần như là bị đứt luôn. Và chúng ta có thể thấy rằng đây gần như không có khối lượng giao dịch. Những cái đoạn mà không có khối lượng giao dịch này, đó chính là những đoạn mà hốt bị lỗi. Khi hốt bị lỗi thì gần như là khối lượng khớp lệnh nó không còn nữa. Đó. Như vậy thì tuần vừa qua là một cái tuần mà có sự phục hồi
mạnh về mặt chỉ số, và tí nữa thì chúng ta sẽ đi view lại các cái nhóm ngành để chúng ta thấy được là trong cái phiên giao dịch của ngày thứ thứ năm và ngày thứ sáu thì đâu là những cái yếu tố, những cái động lực để chúng ta bứt phá, để thị trường của chúng ta bứt phá qua vùng 1.200 điểm. Và khi bứt phá, VN Index của chúng ta bứt phá qua vùng 1.200 điểm rồi thì cái câu chuyện tiếp theo của thị trường nó sẽ như thế nào? Nó sẽ chạy tiếp hay nó sẽ đi xây nền? Thì trên cơ sở chúng ta sẽ có một vài cái ý, chúng ta sẽ đánh giá lại cái kịch bản chung của thị trường. Và mỗi chốt vấn đề của thị trường thì chốt lại đó là trong tuần vừa qua, mốc 1.177 điểm đối với chỉ số VN30 và chỉ số VN30F1M của phiên giao dịch ngày thứ ba, và chỉ số VN Index ở vùng 1.175 điểm. Đây là các cái mấu chốt vấn đề khi mà thị trường của chúng ta bứt phá qua để chúng ta kỳ vọng một cái trend hồi phục về mặt kỹ thuật. Ok, bây giờ thì sẽ đi vào chi tiết các mã cổ phiếu và các cái nhóm ngành. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ nói đến VIX. Bản thân VIX thì trong trong bản tin tuần trước thì cũng có đánh giá cái kịch bản về việc là VIX với cái tín hiệu lực cầu như hiện tại thì VIX sẽ đi về vùng 115. Và trong tuần thì VIX cũng đã đánh vượt thoát vùng 115 và đi cái mắc của target của nhịp này thì dự kiến sẽ chạm lại về vùng 125. Phiên ngày hôm nay thì VIX đang chạm lại về cái vùng kháng cự đây, thì anh chị em nào mà chúng ta bắt được VIX thì chúng ta cũng có thể canh cái vùng này để chúng ta chốt chốt lãi. Điểm số của thị trường trong tuần vừa qua thì cũng nhờ rất lớn đến cái sự kéo của VIX, nó tập trung nó kéo một số các cái mã cổ phiếu trụ thôi, và chúng ta cũng có thể nhìn thấy đây là những cái mã cổ phiếu trụ đã đưa điểm số của VN Index vượt vùng 1.200 điểm. Thì đối với chỉ số Vinhome, Vinhome thì cũng có nói đến vùng hỗ trợ 95 và kháng cự ngắn hạn của Vinhome thì đang ở đây ở khoảng vùng 103.5 đến khoảng vùng 105. Với tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì Vinhome hoàn toàn có thể đánh lại về cái vùng đỉnh ở đây. Đó thì về đến vùng này anh chị em mà có hàng thì chúng ta cũng canh chốt thôi, chứ còn mua thì chúng ta sẽ không có những cái điểm mua đẹp ở trên đấy nữa. VRE trong cái thời gian vừa qua thì VRE đánh tương đối là chán, nó không có nhiều các cái dư địa, và gần như thì ở những cái nhịp nhịp sọt thì sọt rất là dài và những cái nhịp hồi phục thì nó khá là ngắn. Thì bản thân là trong một cái điểm đánh ở đây thì chúng ta cũng có đánh giá lại cái vùng hỗ trợ 31 đến 31.5, dự kiến thì phục hồi những cái nhịp phục hồi này thì sẽ đưa VRE về lại ở vùng 35 đến vùng 36 thôi, và về đến vùng này thì lại là vùng kháng cự lình xình ở đây, khả năng là sẽ bị chốt. Sapeco và phân tích Vinamilk. Em sẽ cho cái này ra đây. Sapeco hiện tại thì cũng chưa có nhiều cái dư địa để tăng tăng trưởng, và ngắn hạn thì Sapeco vẫn sẽ có những cái phiên test lại ở quanh vùng 177 đến vùng 179. Sau một cái phiên đánh mạnh ở đây thì nó đang có hai phiên test rồi. Thì cái xu hướng của thị trường thì thị trường đang có xu hướng kéo lên, và Sapeco thì nó cũng là một trong những cái mã tạo lập để có thể kéo về thị trường. Vinamilk ngày hôm nay thì đã chính thức là khuyến nghị anh em bắt Vinamilk với một cái lực cầu của Vinamilk đang tương đối tốt và ổn định. Dự kiến Vinamilk ở vùng 99 đến vùng 100, đây là vùng mà Vinamilk sẽ xây nền cho một cái nhịp hồi phục về mặt kỹ thuật ở đây. Thì trong ngắn hạn thì có thể sang tuần tới Vinamilk sẽ đánh chạm vùng kháng cự ngắn ở đây vùng 105 đến vùng 106 và sẽ quan sát những cái tín hiệu kỹ thuật ở đây để chúng ta có thêm những cái đánh giá tiếp theo. GTN hiện tại thì chưa có nhiều động lực sau một cái nhịp xả ở đây, thì chúng ta sẽ đánh giá lại cái vùng hỗ trợ 21.5 đến vùng 22. Khả năng thì nó vẫn sideways quanh cái vùng 21 chấm à vùng 22. Vùng 2 đến khoảng vùng 23, tức là dự kiến thì nó sẽ đánh ở đây trước khi mà cái lực cầu quay trở lại, bởi vì hiện tại cái lực cầu của GTN thì đang khá là thấp. VLC một cái mã cổ phiếu dự kiến sẽ đánh dài và điểm 385 thì đã gom một điểm, và hiện tại thì chúng ta đang nhìn về cái vùng 35 đến khoảng vùng 36 ở đây. Điểm này có khả năng chúng ta sẽ gom thêm 10% ở điểm thứ hai. Nếu cổ phiếu tiếp tục tụt ta lại gom tiếp, bởi vì cái cách mà chúng ta đánh cổ phiếu dài không phải một điểm gom mà chúng ta sẽ gom được hết hàng, chúng ta chia rất nhỏ cái tỷ trọng và chúng ta có thể gom 30% vị thế trên tất cả các cái điểm mua này thì nó sẽ rất là an toàn. VLC thì sẽ đánh dài một tí ở trên cái cơ sở là chúng ta sẽ kỳ vọng những cái việc mà nó cải tổ lại cái bộ máy
từ cái nguồn tài nguyên, đó là nguồn tài nguyên của nhà nước, để chuyển sang cái hệ cái công ty cổ phần và tư nhân, thì mọi cái sự nó sẽ quản lý nó tốt hơn. Là chúng ta nhìn về một cái tương lai như vậy. Đối với nhóm ngành hàng không thì sau khi mà chúng ta kiểm soát được cái dịch bệnh thì cũng đang nhìn thấy có một số các bài báo là sẽ mở lại các cái đường bay quốc tế. Thì đấy cũng là những cái yếu tố mà có thể tác động tích cực lên nhóm ngành hàng không. Còn trong ngắn hạn thì VDC chúng ta nhìn ở góc độ hỗ trợ ở vùng 129 đến khoảng vùng 130. Ở đây nó có một cái kháng cự tương đối dài ở đây, đó là khoảng vùng giá 138. Ngày hôm nay thì đây là một cái điểm test kỹ thuật thì cũng tạm gọi là chấp nhận được, và VDC thì có thể nó sẽ có một hai cái điểm test gọi là test sau sau cái phiên hôm qua. Sau cái phiên giao dịch khá là tích cực ngày hôm qua thì nó sẽ có quanh test lại quanh cái vùng 132 trước khi mà nó có thể hồi phục lại các cái vùng kháng cự ở đây. Các anh chị lưu ý, lên đến vùng kháng cự thì chúng ta không nên tham gia, bởi vì quan điểm của vùng là như vậy. Chúng ta mua ở những cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu thì như vậy nó sẽ rất là tốt. Còn về đến những cái vùng kháng cự đây, ví dụ như HVN, trong một cái kịch bản mà chúng ta có thể phân tích về các cái nhịp sóng lên thì HVN dự kiến sẽ đạt cái mark target ở khoảng vùng 34.5 đến khoảng vùng 35. Và hiện tại đây bắt đầu em này đi lên gặp cái vùng 34 là nó đang có những cái dấu hiệu suy yếu, ở đây cũng như vậy, ở đây cũng như vậy. Vậy thì đây chính là cái vùng mà chúng ta sẽ canh chốt chứ không phải là vùng mà để chúng ta mua. Cổ phiếu AST vùng dự kiến hỗ trợ 58 năm ở đây các anh chị này, thì cái vùng hỗ trợ này thì cũng đã có phân tích cho các anh chị trong cái bản tin tuần trước rồi. Dự kiến cái lực hồi này thì nó sẽ đánh lên được khoảng đâu đó khoảng vùng 64, sau đó thì nó sẽ có những cái điểm test chỉnh kỹ thuật ở đây. Không gãy vùng 62 mà lực cầu quay trở lại ổn định thì chúng ta lại tiếp tục xây cái những cái điểm target tiếp theo. ACV hiện tại là không có lực cầu, chính vì vậy nên gần như là cổ phiếu đang mang một cái tính chất đi ngang sideways ở quanh vùng, đây là quanh vùng 74 đến vùng 75, chưa rõ xu hướng. Thì đối với ACV thì tạm thời chúng ta quan sát thêm thôi, không có những cái tín hiệu kỹ thuật đẹp. Bảo Việt và Mansan. BVH thì chúng ta nhìn ở trên một cái góc độ trong cái thời gian vừa qua, đó là em đi ở vùng kháng cự đây là vùng 62 và vùng hỗ trợ đây là vùng 57.5. Đó, nó đi rất dài ở quanh một cái vùng hỗ trợ dài ở quanh vùng 57.5. Và trong tuần thì đã đánh về lại vùng ở đây là vùng kháng cự là vùng 62. Vậy thì cái câu chuyện của BVH thì chúng ta sẽ nhìn ở trên một cái góc độ nó dài hơi hơn một tí, nhìn trên một cái góc độ dài hơn một tí. Thì chúng ta thấy như sau, nhìn ở đây nó rơi xuống và đây cũng đang là một cái trend kỹ thuật tạm gọi là trend lên, tạm gọi là trend lên. Như vậy thì cái vùng 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 nào, vùng đây vùng 57.5 đến vùng ở đây là vùng 62 thì sẽ xác định là cái vùng gọi là cái vùng tích lũy của cổ phiếu, vùng tích lũy nền của cổ phiếu, và chúng ta sẽ cần chờ thêm các tín hiệu kỹ thuật đó. Thì trong cái vùng tích lũy nền thì chúng ta cứ gặp hỗ trợ chúng ta mua, gặp kháng cự thì chúng ta bán bớt đi. Ví dụ như chúng ta có 1.000 cổ phiếu từ vùng hỗ trợ thì lên đến vùng 62 các anh chị cứ chốt trùng 500 đi, cứ chốt có tiền về tài khoản của mình là tiền của mình rồi. Và sau đó thì có thể nó có những cái nhịp chỉnh kỹ thuật thì ta lại cân lại 500 ở những cái vùng thấp hơn. Đó là cái phương pháp mà chúng ta, tại sao mà mình luôn khuyến nghị là trong các cái nhịp phục hồi kỹ thuật thì chúng ta nên mua lại các mã cổ phiếu mà chúng ta đang nắm là như vậy. Chúng ta luôn luôn có một cái danh mục, và cái danh mục đó thì chúng ta sẽ có thể đảo hàng trong các cái nhịp gọi là long short của phái sinh. Rồi, hệ sinh thái của Man San thì chúng ta sẽ nói đến Man San. Và trong tuần vừa qua thì Man San cũng là một trong những mã cổ phiếu ủng hộ cái điểm số của thị trường ở vùng 1.200 điểm rất là nhiều. Trong đó đã bật từ vùng 85 lên vùng 92.7. Thì hai phiên bật rất là nhanh, và sau hai phiên bật rất nhanh từ cái vùng nền ở đây. Đó, cái vùng nền của Man San thì chúng ta đã phân tích ở vùng 85 đến vùng 86.5, đây là cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu. Thì thông thường là khi vùng hỗ trợ thì chúng ta có thể bắt khoảng 30%, và sau đó thì cổ phiếu về đến tài khoản đúng không ạ? Và chúng ta nhận diện thấy cái phiên này là Man San bắt đầu có cầu tín hiệu cầu vào và giá tăng, thì chúng ta sẵn sàng là chúng ta có vị thế rồi. Thì chúng ta sẵn sàng mua được những cái điểm này rất là dễ. Đó, thì cái điểm mua vị thế giúp cho chúng ta tự tin hơn trong các cái điểm mua tiếp theo. Về ngắn hạn thì Man San sẽ đánh chạm lại vùng 95 đến vùng 9 mấy mấy đấy, 95 đến vùng 97 ở đây thôi. Và về đến cái vùng này thì khả năng là lại lình trình thôi. Và điểm mua thì nhanh chân lẹ mắt thì mua được phiên này là T0, thì về đến vùng này thì chúng ta sẽ canh chốt.
MML thì ở trong cái nhịp này đang đánh tương đối là tốt và tương đối là ổn định, tương đối tốt, tương đối ổn định và dự sẽ cán lại vùng 60. Trên góc độ kỹ thuật thì trên cái trend tuần đó, thì cũng đang nhìn thấy là cổ phiếu này đang đánh những cái trend tuần tương đối dài nên là cái target 60 thì hoàn toàn khả thi. MSR đến thời điểm hiện tại thì chưa có nhiều dư địa để tăng bật phục hồi. Tuy nhiên, cái vùng hỗ trợ của vùng 20 thì đang khá ổn. Và vùng 20 này thì các anh chị đã gom ở đây này. Đó, trong bản tin tuần trước thì chúng ta cứ nắm giữ thôi. Có thể sau khi nó bật thoát lại vùng 20.8, có thể cho là 21 đi, thì nó sẽ có những điểm test lại vùng 21 ở đây không gãy, thì các anh chị có thể hoàn toàn canh mua thêm. Đối với MSR, MSR là một mã cổ phiếu khá là hay. Chúng ta cũng đánh được mấy vòng rồi đấy. MVG thì thời gian vừa qua nhìn chung thì nó cũng không có nhiều cái dư địa về dòng tiền, không tập trung vào trụ các anh chị, nhưng đến thời điểm hiện tại thì cũng đang xuất hiện một cái lực hồi phục về mặt kỹ thuật. Còn để đánh giá cái lực đi này có dài hay không thì trước mắt là chúng ta sẽ đánh giá ở vùng 140 trước, vùng 140 trước khi mà tín hiệu dòng tiền thì đang có cái sự chuyển pha khá là tích cực, đường MA cũng như vậy. Các cái điểm mua thì cũng không còn nữa, nói chung là không còn, lên đến đây là không còn. PNG, chúng ta sẽ nói sâu hơn về PNG. PNG là một cái mã cổ phiếu mà trong bản tin tuần 148, 147 thì cũng đã có những cái đánh giá về cái xu hướng khả năng thôi các anh chị nhé, đấy là dự báo về tương lai. Chứ ví dụ như mà tuần tuần trước mà biết được tương lai bằng hai cây nến xanh như thế này thì chắc chắn là chúng ta bán nhà bán cửa để chúng ta mua, đúng không ạ? Nhưng chúng ta dự báo về mặt xu hướng đó là kịch bản đánh lên. Ở trên cơ sở một cái nền tảng tích lũy ở vùng giá 83 đến vùng giá 85 thì phiên ngày hôm nay thì chính thức là ông đã khuyến nghị các anh chị em là đã có được cái nền ở vùng 83 đến vùng 85 rồi thì chúng ta cũng có thể canh mua thêm trong phiên ngày hôm nay. Và dự báo thì kịch bản đang là thiên về kịch bản đánh lên. Ở cái mấu chốt của PNG ở thời điểm hiện tại nó chỉ còn là khối lượng về thanh khoản nữa thôi, tức là chúng ta cần một cái sự duy trì ổn định về dòng tiền, duy trì về ổn định dòng tiền trên 1 triệu cổ phiếu một phiên, yên tâm luôn, nắm giữ. Và giai đoạn này tiền đang tập trung vào trụ, chính vì vậy nên là chúng ta cũng sẽ đánh hướng cái dòng tiền của mình vào trụ. Phân tích một số các mã cổ phiếu nhóm ngành nhựa gồm có Bình Minh, BMP. BMP thì phiên ngày hôm nay cũng chính thức là khuyến nghị với các cái tài khoản đang cầm Bình Minh ở vùng trên này, đó ở vùng trên này bị thủng lại thì phiên ngày hôm nay chính là phiên mà chúng ta sẽ mua thêm BMP, bởi vì đấy nó đang có những cái tín hiệu về mặt hồi phục kỹ thuật, nó đang bị kẹp lại ở đây thì cái vùng 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 58 59 ở đây thì chúng ta sẽ canh để chúng ta bắt lại từ 30 đến 50% tỷ trọng. Không có giá ở vùng thấp thì chúng ta chấp nhận mua ở vùng cao một tí, bởi vì cái tín hiệu như thế này là Bình Minh dự kiến là sẽ hồi phục. Và chúng ta phải vận hành cái phương pháp chém cá ở trên thớt thật là nhuần nhuyễn thì chúng ta mới mới thoát được những cái trạng thái mà khi chúng ta bị kẹp lại cổ phiếu thì chúng ta sẽ xử lý như nào. Đó thì ví dụ như bên này cũng là một cái điểm mà các anh chị có thể xem lại những cái bản tin tuần. Khi Bình Minh bị rơi về đây và chúng ta cũng đánh giá cái vùng nền 56 đến vùng nền 57 ở đây, và sau khi mà nó có cái tín hiệu phục hồi kỹ thuật ở đây thì đấy là những cái tín hiệu mà chúng ta cần phải bắt lại cổ phiếu. Đó, bắt lại những cái mã mà chúng ta đang nắm, ví dụ chúng ta đang lỗ thì chúng ta sẽ bắt lại để chúng ta đảo hàng. Thì ví dụ phiên ngày hôm nay chúng ta bắt thì Bình Minh nó sẽ có thể quay về lại ở đây ở vùng 62 thì ok, thì chúng ta sẽ tạm thời chúng ta sẽ đảo đi một vài 5% 6% ở đây. Đó thì một vài lần đảo như vậy thì chúng ta sẽ giảm được cái giá vốn các anh chị nhé. Cổ phiếu ba con A tuần vừa rồi thì đánh hơi phập phù. Khi nó chạm lại cái vùng kháng cự ở đây 17 cộng nên là bị hàng bên này người ta mang ra, người ta chốt thì về ngắn hạn thì sẽ quan sát ở khoảng vùng 16.5. Sẽ có những cái điểm trả cung lại quanh 16.5 thì chúng ta sẽ quan sát ở đây, với mục tiêu thì vẫn là ở vùng 17.5 đến vùng 18. DAG bị chốt rồi, bởi vì là nó về lại đây cái vùng 7.5 cộng là vùng kháng cự. Thì cái cổ phiếu này nó cũng dễ đánh thôi, tức là bây giờ chúng ta sẽ lấy cái vùng ở đây là vùng 6.7 là vùng hỗ trợ, vùng 7.5 là vùng kháng cự, thì cái chạm hỗ trợ thì chúng ta canh mua, chạm kháng cự thì chúng ta canh bán. PLP. PLP nhịp này đang hồi phục lại ở đây vùng 11.5, khoảng quanh vùng 11.5 thì đây là vùng mà chúng ta lại mang hàng ra chúng ta chốt thôi.
Nhựa thì chỉ có như vậy thôi, có 4 con. Z và phân tích một số các cái mã ngành công nghệ. Ở thời điểm hiện tại Z thì Z cũng chưa thực sự là tích cực khi mà đường MACD vẫn đang cắm đầu, dòng tiền vẫn đang cắm đầu đi xuống, và những cái điểm hồi phục này thì nó cũng chỉ mang điểm hồi phục về mặt kỹ thuật thôi. Z bây giờ chưa chưa có đánh mạnh được. FPT, chúng ta có đánh giá một cái nền hỗ trợ ở đây rất dài, vùng 75, và nền kháng cự của nó ở đây khoảng vùng 80 đến vùng 81. Xu thế hiện tại thì FPT cũng đã kéo về lại cái vùng, nói chung là nôm na ở vùng này thì khả năng sẽ có thêm những cái điểm test chỉnh về mặt kỹ thuật ở phiên giao dịch ngày thứ hai, thì khả năng cái điểm test cung nó sẽ rất là cao. Tí nữa thì chúng ta sẽ nói cái kịch bản chung của toàn bộ thị trường. DGW thì trong một cái kịch bản sóng lên ở đây thì chúng ta đề cập đến vùng 134 là vùng kháng cự, đi lên được ở đâu đó vùng 130 cộng thì cổ phiếu này chỉnh có một nhịp đạp khá là sâu. Nhịp đạp này đưa cái vùng hỗ trợ 107 đến vùng 110 ở đây, và nó chạm đúng cái biên trên của cái hỗ trợ ở đây các anh chị. Thì nó bật lên ở đây thì bây giờ nó đang đi sideways quanh vùng 120, và dự báo với cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì em này sẽ tiếp tục kéo, và mục tiêu thì vẫn là về vùng 134 thôi, chưa có gì thay đổi. CMG hiện tại sau một cái lực hồi phục ở đây thì nó đi về khoảng vùng 37, và các anh chị có thể quan sát cái động thái vận động của em này ở quanh vùng 36, 363 ở đây, 363, 365, tức là trong cái hình elip này. Nôm na là cổ phiếu nó sẽ có những cái điểm test chỉnh cung ở quanh cái vùng này mà không gãy thì như vậy là chúng ta có thể nắm giữ. Lực cầu quay trở lại thì chúng ta có thể bắt thêm, và cái vùng kháng cự của nó ở đây thì vẫn là vùng 39 đến vùng 40 đấy các anh chị. Về đến vùng này chúng ta chốt. ITD hiện tại thì cũng chưa có nhiều cái dư địa, mục tiêu thì vẫn là về vùng 14. Hiện tại thì đang đi ngang không rõ xu hướng. Tiếp tục cầm thôi. Đang cầm tiếp tục cầm thôi. Vùng 12.5 hỗ trợ. MFS đã có một cái nhịp chỉnh kỹ thuật, và từ cái vùng nếu nhung nhớ không nhầm thì là đã khuyến nghị các anh chị em là bắt lại quanh vùng 31 là bắt lại được rồi. Đây là một cái cây nến giả thôi, bản thân các anh chị nhìn này cây nến giả thôi, nhưng nôm na là quanh vùng hỗ trợ của vùng 31 của em này. Rồi chúng ta sẽ điểm qua nhanh một số các mã của nhóm ngành xây lắp. Nhóm ngành xây lắp hiện tại thì không có quá nhiều các cái dư địa để phân tích cái nhóm ngành này, hiện tại thì tiền cũng không vào. Và ở cái nhóm ngành xây lắp thì chúng ta đã có một cái trend đánh kỹ thuật rất là dài ở trước đó và rất thành công, rất nhiều các mã cổ phiếu thành công, phải nói là như vậy. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì gần như dòng tiền nó không vào ở cái nhóm này nữa, và nó cũng đang gặp phải những cái kháng cự mạnh. Chính vì vậy nên là chủ đạo nó vẫn là những cái trend đi ngang. Ở Novaland không có gì thay đổi cả, các anh chị hỗ trợ ở đây và kháng cự quanh vùng 84, 85. Ở cổ tích công hiện tại thì đang xu hướng tích nền ở quanh vùng 72 ở đây. Nó có những cái điểm đánh lên đánh xuống và chúng ta cần chờ một cái lực cầu để xác nhận. HTN hiện tại cũng đang đi ngang ở vùng 45, lực cầu thấp, và với tín hiệu này thì chúng ta, anh chị nào mà đang cầm thì chúng ta sẽ cầm thôi. Vùng hỗ trợ 42.5 không gãy thì cứ cầm. Cổ phiếu HDG hiện tại cũng không có xu hướng luôn, với một cái lực cầu khá là thấp. Cùng với đó thì nó đang có một cái xu hướng bám biên đi ngang ở vùng 45, thì bản thân khả năng cái vùng ở đây này, cái vùng ở đây là cái vùng kháng cự tương đối dày của HDG rồi, tức là cái vùng ở đây là vùng 48. Nên là cái câu chuyện là cần một cái dòng dòng tiền mới, hoặc là có một cái kết quả kinh doanh đột biến, bởi vì HDG chúng ta cũng đã phân tích một cái sóng lên tương đối là dài ở đây. Cùng với đó thì HDC chúng ta sẽ xem là HDC thì phiên ngày hôm nay tích cực hơn khi mà nó bật ở lại ở vùng hỗ trợ 43, tuy nhiên lực bật này thì nó cũng sẽ đưa cổ phiếu này về lại như vùng kháng cự khoảng vùng 47 đây. Cũng không còn bao nhiêu nữa, biên lợi nhuận không còn bao nhiêu nữa. HBC cũng không có nhiều động lực, trong tuần vừa qua thì nó lại đi lại cái biên 18 18 năm.
dòng tiền thấp và cái vùng cản của HBC trong các phân tích kỹ thuật trước đây ở vùng 19.5 đến vùng 20 là tương đối dài, và những cái vùng này thì cũng đã khuyến nghị các anh em là chúng ta chốt thôi. Ở VCS hiện tại là tích cực các anh chị nhá. Và trong bản tin tuần thì có nói đến target 100 thì nó có hai phiên là cán lại về vùng 100 và sau đó thì nó quay lại nó test ở vùng 95 không gãy. Đó, lực cầu tiếp tục duy trì ổn định và với cái lực đánh như này thì cái xu hướng dự báo, cái xu hướng là nó sẽ break nền 100 để đi về khoảng vùng 105 đến vùng 110. Các tài khoản đang cầm thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm. Đạt Phương trong tuần vừa qua DPG cũng là một điểm nhấn của nhóm ngành xây lắp, hiện tại là ổn rồi đấy. Sau một cái giai đoạn đi ngang và có những cái điểm test nền ở đây thì Đạt Phương đã đi đánh lại về cái vùng kháng cự của nó ở đây, đó là vùng 33 đến vùng 34. Sau đó có hai phiên test lại cung và phiên kết tuần thì nó đã có một cái lực cầu vượt thoát cái vùng 34. Với tín hiệu này của Đạt Phương thì trong tuần sau các anh chị nào mà chúng ta đang cầm thì chúng ta sẽ mua thêm, và các tài khoản mở mới thì có thể canh. Thứ hai chắc chắn là thị trường sẽ test cung, sẽ có những cái nhịp rung rũ ở trong phiên thì có những cái vùng giá đỏ quanh 34 thì các anh chị có thể vào cổ phiếu Đạt Phương. CRE thời điểm hiện tại cũng không còn cái điểm mua đẹp nữa, đúng không các anh chị? Khi mà ông nói CRE chúng ta phân tích ở những cái điểm sâu sâu ở dưới này, các anh chị có xem lại thì đến thời điểm hiện tại là chỉ có chờ hàng để chúng ta canh chốt nữa thôi, thì đang dự kiến ở khoảng vùng 33.5, vùng 34. CCL thì có một nhịp phục hồi kỹ thuật ở đây và nhịp phục hồi này thì khả năng cũng đánh về đâu đó khoảng vùng 14.5 đến vùng 15, và về đến vùng này thì chúng ta lại canh chốt thôi. C2 trên góc nhìn của Ung Lê đó là trung hạn. Tuy nhiên trung hạn thì nó cũng sẽ gặp những cái kháng cự, và kháng cự của C2 ở đây đó là vùng 26.5. Về mặt kỹ thuật thì về đến cái vùng kháng cự này thì cổ phiếu sẽ dự chỉnh lại, test lại cung ở quanh vùng 25.4. Nó sẽ test cung chung với cả thị trường. Và nếu mà điểm test sâu của C2 thì có thể tính toán tận đến khoảng vùng 25. Vùng 25 này không gãy thì các anh chị em của chúng ta cứ thế nắm, và từ 25 này tích lũy ổn định và lực cầu tiếp tục quay trở lại và nó hồi phục ở bên này thì chúng ta tiếp tục canh mua thêm tăng tỷ trọng, bởi vì C2 ở trong thời điểm hiện tại là nhìn ở những trend trung hạn. DRH cũng nhìn ở góc độ dài. DRH cũng nhìn ở góc độ dài, và ở trong cái góc độ đó thì chúng ta đánh giá lại ở cái vùng hỗ trợ vùng nền 11.3 đến vùng 12. Thì trong bản tin tuần trước các anh chị nhớ lại, tức là ngay từ đầu bản tin khi mà bắt đầu vào phân tích VIX thì Hùng có nói đến là chúng ta có ba cái ý mà chúng ta sẽ tập trung ở trong trong cái bản tin này, đó là dò tìm lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật. Đó, sau cái phiên giao dịch ngày thứ sáu thì chúng ta sẽ dò tìm lại, à như vậy thì cổ phiếu nó sẽ có thể lấp gáp về đâu, nó sẽ chỉnh kỹ thuật về đâu và đâu sẽ là cái vùng hỗ trợ của nó, thì đấy là cái mục tiêu chính ở trong cái bản tin tuần. Đó, thì đối với DRH thì chúng ta đã dò tìm lại vùng giá mục tiêu, vùng giá hỗ trợ đây. Đó, anh chị có thể nhìn thấy đây, nó có những cái điểm test cung ở đây. Và phiên kết tuần như thế này là tương đối đẹp rồi. Và với cái lực phục hồi như thế này thì chúng ta kỳ vọng là DRH sẽ đánh lại về vùng 14. Cái vùng kháng cự khá là trung hạn của DRH ở đây. Và khi mà nó đánh bay được cái vùng này thì khả năng cao là DRH sẽ mở trend dài, và đến thời điểm hiện tại thì cũng đang nhìn thấy khá là ok. Các anh chị note te lại cái mã cổ phiếu đó. C32 không có quá nhiều dư địa ở vùng 3x là vùng kháng cự, và vùng hỗ trợ của em này đâu đó khoảng vùng 27 đang đánh ở trong biên này. Sell hiện tại cũng tương tự như vậy, vùng hỗ trợ đây là vùng 11.5 và kháng cự 13. Đất xanh DXG cũng chưa có nhiều cái dư địa, vùng kháng cự đây là vùng 26 và vùng hỗ trợ đây là vùng 22.5. LDG, nói thêm về LDG. LDG thì trong các cái bản tin mình có chia sẻ đó là các anh chị chúng ta sẽ không được vội mã cổ phiếu này. Ở trên góc độ, nếu chúng ta nhìn một cái góc độ chung và dài hạn thì nó đã bị chỉnh giảm và đây đang là một cái trend kỹ thuật trend lên, đang là một cái trend lên. Chính vì trend kỹ thuật là trend lên nên là gặp cái vùng kháng cự, ok chúng ta chốt đây, đến đoạn này chúng ta chốt 88 85 đến vùng 88 chốt, và những cái vùng hỗ trợ đẹp này, đây là những cái vùng hỗ trợ rất là đẹp này. Đó, ví dụ vùng 73 đến 75 là có một cái điểm mua đẹp này, vùng 7 có điểm mua đẹp này, rồi vùng 8 break 8 cũng có thể xác định đây là một cái điểm mua đẹp.
Đó, thì khi chúng ta có những vị thế ở vùng giá thấp thì xuất hiện những cái tín hiệu kỹ thuật nó rất là dễ đánh. Ở ngắn hạn thì LDG có thể chỉnh trang kỹ thuật lại, các anh chị quan sát quanh vùng 8.3, không gãy là ổn. Còn nếu gãy 8.3 tạm thời chốt hết rồi lại vòng dưới này lại, chúng ta lại mua. Đấy, LDG là đánh dài nhá. DIG. DG trong thời điểm chia cổ tức, vừa chia cổ tức xong nên là giá rổ nó bị giảm lại theo cổ tức, nhưng ở đây 26 và biên 30. Đấy là biên đánh của DIG. Ở Fecom đến thời điểm hiện tại thì cũng không có quá nhiều các yếu tố về đột biến. Biên đánh ở biên 14 và chỗ này đâu đó khoảng vùng 15.3. Trong cái biên này nó chạm cái vùng kháng cự ở đây thì lại đổ và về hỗ trợ thì khả năng lực cầu nó lại bắt lên, thì tạm thời sẽ đánh ngắn như vậy. Ở nhà Đà Nẵng hiện tại cũng nhiều anh chị em quan tâm, thì sau một cái điểm rũ ở đây thì cái tín hiệu kỹ thuật nó đang đến ở đây. Đang đến ở cái vùng này chính là cái vùng 24.5 đến vùng 25. Ở những cái vùng loanh quanh ở đây thì hoàn toàn chúng ta có thể vào vị thế và chúng ta chờ một cái phiên mà nó đánh thoát vùng 27 thì chúng ta mở điểm mua hết. Đối với nhà Đà Nẵng, xu hướng là khả năng vẫn vẫn còn oánh một phát nữa. IDC sau một giai đoạn tích lũy đi ngang dài ở đây, đó quanh vùng 37 thì đây là cái vùng mà thường là sẽ là điểm mua hỗ trợ này. Rồi phiên ngày hôm nay lực cầu vào thì có thể mua điểm mua hết ở trong phiên ngày hôm nay được, với kỳ vọng đầu tiên đánh thoát vùng 42, mạnh hơn thì ở vùng 44-45. Nhìn trên trend kỹ thuật dài, thì cũng chưa chưa thoát được cái vùng kháng cự này đâu. Nói chung là nôm na ở vùng 42 này thì khả năng sẽ bị rung lắc này, sẽ bị chốt, nên là anh chị em nào mà có thì chúng ta cũng canh để chúng ta có thể tỉa tỉa dần cổ phiếu. Nhà Từ Liêm thời điểm hiện tại cũng không có quá nhiều các yếu tố đột biến. 26, 29 đó là biên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành P. Thì nhóm P thì trong tuần vừa qua thì là cái nhóm mà khuyến nghị bắt lại sớm nhất. Trước khi mà phân tích nhóm P thì chúng ta sẽ xem nào, Bitcoin, ôi vẫn ngon. Vàng vàng đang có xu hướng tạo đáy mô hình V kép ở đây, ổn. Vàng đã bắt đầu mua lại được rồi các anh chị, màng đợt này mua là đẹp đấy. Giá dầu đang phản ứng khá là tốt ở vùng 58.5 đến vùng 60. Và với việc giá dầu đang như này thì chúng ta sẽ kỳ vọng giá dầu sẽ bật tăng trở lại ở đây. Và khi giá dầu bật tăng trở lại thì nó cũng sẽ có những yếu tố tác động khá là tích cực lên nhóm P. Rồi, gas thì thời điểm hiện tại thì như thế nào đây? Vùng 89 đến vùng 90 đang là vùng hỗ trợ và lại kỳ vọng thôi. Nó là đây, nó cũng giống như đây, chúng ta phân tích một cái trend lên của gas này. Đó, thì bây giờ về đến đây thì lại lên đến kháng cự ở đây, rồi có hàng thì chúng ta lại canh chốt. Đó. PLX ở giai đoạn hiện tại mất cầu nên là chúng ta sẽ không có nhiều các cái dư địa, cơ bản là vẫn đi ngang ở quanh vùng 56, hỗ trợ ngắn của nó ở đây là vùng 53 đến vùng 535. Kháng cự ở đây vùng 58, không có nhiều cái dư địa ở đây. Nhiều anh chị có hỏi Hùng nhắn tin là Pet có mua được không, thì Pet đã có một cái lực hồi rất là nhanh ở đây. Và gần như cái cơ hội để chúng ta kiếm lãi của mã cổ phiếu này ở thời điểm hiện tại nó là khó. Về đến cái đoạn này này, về đến cái đoạn 24 này thì hàng bên này người ta lại mang ra, người ta chốt này, tức là người ta kẹp lại, thì người ta chỉ cần bằng mặt thôi là người ta mang hàng ra chốt, nên là cái điểm này nó sẽ rất là khó khăn. Phải trừ khi có một cái lực cầu nào mà nó gọi là cái tay to tạo lập á, người ta muốn đánh cổ phiếu này liên tiếp thì người ta sẽ ăn hết tất cả những cái lượng hàng bên này để người ta đánh break vùng 24. Còn thời điểm hiện tại thì chưa có nhìn thấy. PXS trong giai đoạn ngắn thì chúng ta sẽ lấy 7 là vùng hỗ trợ và cái vùng ở đây các anh chị này. Vùng 8.5 nhỉ, 8.5 ở đây. Loanh quanh vùng 8.4, 8.5 ở đây là vùng kháng cự thì về đến đây chúng ta bán thôi, đảo hàng trong một cái vùng ngắn. Rồi ba mã cổ phiếu top 1 gồm có PVS. Thì PVS cũng đã có một cái lực phục hồi ngay từ phiên giao dịch ngày thứ ba, ngày thứ hai. Ngày thứ ba thì nó bắt đầu có một cái lực phục hồi và tại thời điểm đó thì cũng đã bắt đầu khuyến nghị các anh chị là nếu mà đang có hàng thì chúng ta sẽ bắt đầu bắt các cái mã cổ phiếu của nhóm P.
Thì sự phục hồi này thì đưa PVS về lại cái vùng kháng cự dày này 24 đến vùng 24.5, và khả năng sang tuần tới thì nó sẽ có những cái điểm lưng khừng ở đây. Đó, nó điểm lưng khừng là đương nhiên rồi. Những cái hàng ở đây là người ta sẽ mang ra, người ta bán và nó phải hấp thụ hết cái lượng hàng đó, thì khi đó chúng ta sẽ có những cái nhận định về xu hướng tiếp theo. PVD cũng hoàn toàn tương tự như vậy. PVD đánh từ vùng hồi phục kỹ thuật ở vùng 21 và về lại vùng 233, vùng 24, đây cũng là vùng kháng cự dài và PVD cũng cần thời gian ở đây. PVT cũng đã phục hồi và cái lực phục hồi này thì đưa PVT quay lại về vùng ở đây là khoảng vùng 17 năm. 17 năm đến khoảng vùng 18 là một cái vùng kháng cự cũng tương đối là dài, và về đến cái vùng này thì dự báo là PVT nó cũng sẽ gặp khá là nhiều các cái khó khăn ở đây. Nó chưa chạy ngay được đâu. Nó cùng với đó thì thị trường khả năng sẽ test chỉnh kỹ thuật, nên là các anh chị hạn chế các cái điểm mua trong phiên ngày giao dịch ngày thứ hai, bình tĩnh để chúng ta quan sát. Ba em top 2 thì cũng đánh giá rằng BSR là cái mã cổ phiếu sáng giá nhất của nhóm P ở trong thời điểm hiện tại. Khi mà BSR nếu nếu chúng ta tính toán ở một cái điểm mà chúng ta phân tích một cái sóng lên từ vùng giá 10, các anh chị cứ bảo là BSR không tăng nhưng mà cũng thấy tăng dã man. Từ vùng giá 10 mà bây giờ đã là 18, 8 trên 10 là chúng ta đạt khoảng tầm 80%, 80% lợi nhuận, thì đấy là một cái mức tăng là quá là tuyệt vời của một mã cổ phiếu. Hiện tại BSR đã hoàn thành vùng giá mục tiêu 18 trên 18, dự kiến test chỉnh lại quanh 17.3, không gãy thì BSR sẽ tiếp tục đánh, và dự kiến cho cái target tiếp theo của BSR ở khoảng vùng giá 20, 2x ở đây. OI OI thì đây, chúng ta nói bản tin tuần cũ của chúng ta nói đến hỗ trợ 13.9, 14.3, và trong bản tin 148 thì tiếp tục tìm lại vùng hỗ trợ 13.5, dự báo sẽ phục hồi. Và lực phục hồi này thì đã đưa OI về lại vùng 15, đây cũng là cái vùng kháng cự, nên là phiên ngày hôm nay chạm vào kháng cự nên nó bị rụt đầu trở lại. Thì trong phiên giao dịch ngày thứ hai hoàn toàn tương tự như vậy, thì chúng ta sẽ quan sát sự vận động của OI ở quanh vùng 15, những cái điểm mua nó không còn nữa các anh chị nhé. POVK rồi, POVK cũng đã có một cái lực phục hồi từ cái vùng hỗ trợ dài của nó ở quanh vùng 12. Rồi, phục hồi từ vùng 12 đi lên thì cũng đã đưa POVK về lại vùng kháng cự 14, và về đến vùng này thì dự kiến là cổ phiếu nó cũng sẽ lình khừng ở đây. Và các cái điểm test cung về mặt kỹ thuật quanh vùng 13.5 không gãy là khỏe. Đó, thì phiên ngày thứ hai thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục quan sát cái hỗ trợ 13.5. Các cái điểm mua khi cổ phiếu lên đến trên này thì nó sẽ không còn nữa, không còn là những cái điểm mua đẹp nữa. Đó. Rồi chúng ta sẽ đánh sang nhóm banh. Nhóm banh là một nhóm cực kỳ quan trọng, và thị trường bay lên mốc 1.200 điểm thì cũng đã nhờ công rất lớn của nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán. Thì thông thường sau một cái nhịp đạp á, thì cũng có nói đến với các anh chị rồi, sau một cái nhịp đạp thì thông thường là nhóm banh và nhóm chứng khoán sẽ là nhóm nhạy nhất. Nó sẽ là đầu tàu để kéo thị trường đi lên, sau đó thì sẽ đến trụ, và sau đó thì nó sẽ lan sang hiệu ứng của các cái nhóm ngành khác, ví dụ như là nhóm P, ví dụ như là nhóm thép, nhóm xây lắp vân vân, thì bao giờ cái nhóm banh và cái nhóm chứng khoán nó cũng sẽ là cái ngòi nổ đầu tiên. Đó, thì cái câu chuyện là đấy là một cái kinh nghiệm, mà cái kinh nghiệm này không phải bây giờ mới nói, mà sau những cái cú ngã đó, thì trong tuần trước cũng là một cái cú ngã của thị trường, thì sau những cái cú ngã thì thông thường banh sẽ là con đầu tàu. Vietcombank đến thời điểm hiện tại nó cũng là một cái mã cổ phiếu mang cái tính tạo lập rất là cao, dòng tiền đang hút lại hai phiên như thế này tương đối tích cực. Cùng với đó thì có đánh giá Vietcombank ở vùng hỗ trợ dài vùng 93.5, sau đó thì vùng 95 đến vùng 96 ở đây. Với tín hiệu kỹ thuật như thế này thì Vietcombank là bắt được rồi, hoàn toàn bắt được rồi, và chúng ta sẽ canh để chúng ta bắt ở phiên giao dịch ngày thứ hai. Nếu thị trường có những nhịp chỉnh thì anh chị em chúng ta sẽ bắt Vietcombank với kỳ vọng đầu tiên sẽ đánh về vùng 100, nhưng mà trong nhịp này thì Vietcombank khả năng sẽ đánh về những cái vùng nó cao hơn, kỳ vọng là như vậy. Có thể nó sẽ test lại các anh chị nhé, nó sẽ test lại vùng 96 năm một tí, sau đó thì quan sát cái cung cầu ở phiên ngày thứ hai thì chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá. ACB ở đến thời điểm hiện tại là bắt đầu có tín hiệu định đánh thoát nền 34 năm.
Thì ACB là trong trong một cái nhịp mà có phân tích ở đây thì cũng đang nói đến một cái biên ngắn của ACB, đó là vùng 31.5 đến vùng 34, nôm na nó là khoảng vùng 34, chính xác ở đây là vùng 34 đi. Đấy, chuẩn chuẩn xác là vùng như vậy, vùng 34, và phiên ngày hôm nay thì ACB đang có một cái lực cầu khá tốt, đánh vượt thoát vùng 34. Với một cái tín hiệu như thế này thì chúng ta sẽ kỳ vọng ACB sẽ đánh như thế nào nhỉ? ACB sẽ có những cái điểm test lại cung. Sẽ có những cái điểm test lại cung thì nó cũng giống như ở bên này. Ở đây thì nó sẽ có những cái điểm test lại cung ở vùng 34 thêm 1 đến 2 phiên nữa mà lực cầu tương đối ổn định thì hoàn toàn các tài khoản đang cầm thì có thể canh mua thêm. Các tài khoản mà chúng ta mở mua mới thì ACB cũng là một cái điểm tính toán của cổ phiếu ở trong tuần giao dịch mới. Bit và công thương. Bit trong cái thời gian vừa qua thì đánh nó hơi 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 ẩm. Đó là những cái biên đánh của Bit tương đối ngắn, tức là cái chạm kháng cự là Bit lại lại chết, lăn đùng đã chết. Bản thân ở đây chúng ta thấy rằng có hai phiên đánh rất đẹp. Đó, tuy nhiên là cứ về lại cái kháng cự đây 45.5 đến vùng 46 là lại lăn đùng ra về nền. Về nền xong thì lại kéo lên. Thì trong cái nhịp này thì không biết là tạo lập sẽ xử lý ở cái vùng đỉnh 45 chấm 5 đến vùng 46 như thế nào. Ta sẽ tiếp tục quan sát thêm cái xu hướng ở đây. Còn cái vùng hỗ trợ của Bit ở đây, đó là ông đã phân tích dài cho các anh chị rồi, vùng 42 đến vùng 42.5. Ở công thương thì đang chạm lại về vùng đỉnh và chạm lại cái vùng về đây 41.5 đến vùng 42 thì một phần cần phải quan sát thêm cái tín hiệu cầu của ở trong phiên ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba thì sẽ đánh giá thêm cái công thương. Còn hiện tại là nó đang tiệm cận về vùng kháng cự mạnh. MBB thì nó cũng giống ở đây, một cái nhịp ở đây đó là MBB đánh thoát nền 29 với một cái lực cầu tương đối là tốt. Đó, dòng tiền bắt đầu hướng đi lên. Tuy nhiên với góc độ quan điểm kỹ thuật thì hoàn toàn tương tự như nhịp cũ. Đó là sau khi ông đánh thoát xong thì ông phải có những cái điểm test kỹ thuật ở đây, và chúng ta sẽ đánh giá những cái điểm test kỹ thuật ở quanh vùng 29. Vùng này cung cầu ổn định, lực cầu tiếp tục đi lên thì cái đó thì chúng ta mới có phân tích một cái target lên của MBB. Còn hiện tại với góc độ kỹ thuật ở bản tin kết tuần thì chúng ta sẽ xem các cái điểm test cung của MBB. VPBank thì trong tuần cũng đã có một cái lực phục hồi từ khoảng vùng 42, hiện tại là lên đến vùng 46. Nói chung nôm na ở đây thì có thể đánh VPBank, có thể đánh mắc ở trong nhịp này thì có thể lên được khoảng vùng 47 đến vùng 48. Phiên ngày hôm nay thì nó test tương đối đẹp, lực cầu không vào, và với điểm test kỹ thuật như này thì gọi là điểm test đẹp sau một phiên tăng mạnh của VPBank. Techcombank, TCB. TCB trong tuần cũng đã có lực hồi phục, tuy nhiên vùng 42 vẫn là vùng kháng cự mạnh của TCB. Còn TCB có một cái điểm gọi là điểm chây lì ở đây là vùng 38, không gãy vùng 38 thì thế cứ thế nắm. Vùng chạm kháng cự thì bán ra một ít, không chạm hỗ trợ thì mua lại, nếu gãy 38 thì bán tất tay. Còn nếu không gãy 38 thì cứ thế là chúng ta cày cuốc thôi. TP Bank ở thời điểm hiện tại cũng không có nhiều cái dư địa anh chị nhé. Mã cổ phiếu này thì anh chị nào mà đang cầm á, thì canh hồi lại 295 đến vùng 3x thì chốt. HD Bank, SHB. HD Bank thời điểm hiện tại là HD Bank cũng đang tiệm cận lại về vùng 27.5 đến vùng 28. Đây là cái vùng kháng cự dày các anh chị này, một lần, hai lần, ba lần. Và lần này thì tạo lập có đánh vượt thoát được hay không thì chúng ta cũng phải cần thêm có những cái đánh giá thêm. Đấy, trong cái nhịp trước đây thì HD Bank cũng đã đánh với một cái lực cầu tương đối mạnh, nhưng trong đến phiên ngày hôm sau thì HD Bank đã suy giảm về lại cái vùng hỗ trợ 25. Thì đến cái đoạn này là chúng ta cứ phải cẩn thận. Đó. Rồi, các cái em pen của nhóm ngành ngân hàng SHB thì đã có một tuần lớn mạnh sừng sững đúng không? Đi lên đánh rất là dốc. Thì SHB trong những cái thời điểm trước đây thì chúng ta nói đến một cái vùng hỗ trợ dài của nó 15.5 đến vùng quanh 15.5, và rất nhiều anh chị em là cảm thấy sốt ruột ở vùng này, và sau đó thì nó đánh lên, và như vậy là đến thời điểm hiện tại thì SHB đã lên đến gần vùng 3x rồi.
Với tín hiệu kết tuần như hiện tại thì SHB có thể có những cái điểm test ở quanh vùng 26, vùng này không gãy và lực cầu tiếp tục duy trì ổn định ở 40 đến 50 triệu cổ phiếu một phiên. Đó thì khả năng cao là sẽ đánh lên vùng 3x. Và những cái dòng tiền ở đây chính là những cái dòng tiền tạo lập để kéo vào để bơm cổ phiếu. Còn dòng tiền của cá nhân thì không bao giờ có thể có được một cái trend kỹ thuật như thế này. Đó, đội lái của SHB khá là tưng bừng. Trong tuần vừa qua thì nó cũng đánh dấu thêm một cái sự tăng trưởng của cổ phiếu STB khi mà cái khối lượng giao dịch đã có đến 100 triệu cổ phiếu. Ở trong cái phiên mà STB đánh break nền, đấy chính là một cái phiên đánh break nền 20, đó là phiên của tạo lập. Về dòng tiền đã có trên 100 gần 100 triệu cổ phiếu được khớp lệnh. Đó, và đã đánh thoát được cái vùng kháng cự ở đây, và sau thoát kháng cự thì STB đang dự kiến đi về khoảng vùng 23 đến khoảng vùng 24. Liên Việt Postbank cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Sau cái câu chuyện là chúng ta nói đến ở trong cái trend mà kỹ thuật mà chúng ta phân tích lên đó, chúng ta nói đến cái điểm 16.5, và trong tuần vừa qua thì Liên Việt Postbank cũng đã có một phiên đánh ở đây, phiên ngày thứ ba đánh lên đến tận 20 triệu cổ phiếu, break luôn cái vùng 16.5, và với xu hướng này thì chúng ta sẽ xây target của nó lên vùng 18. Thoát 18 thì nhịp này chúng ta sẽ đánh giá ở khoảng vùng 19.5 đến vùng 20. Tuy nhiên cái target trên này thì chúng ta cứ bình tĩnh từ từ. Chúng ta đi xây từng cái vùng target một. Nó ví dụ như ở dưới này thì chúng ta đi xây ở vùng 15. Thoát 15 thì chúng ta đi xây ở vùng 16.5, thoát vùng 16.5 thì chúng ta sẽ xây ở vùng 18, thoát 18 thì chúng ta sẽ xây ở vùng 19.5 đến vùng 20. Đó, thì trong tuần vừa qua thì các cái mã cổ phiếu gọi là pen của nhóm ngành ngân hàng đã có một cái lực đánh tương đối là tốt. BVB cũng như vậy, BVB là phiên BVB thì phiên ngày hôm nay mới đánh. Đó, phiên ngày hôm nay mới đánh. Từ vùng hỗ trợ 12 và chính thức là đã đánh thoát vùng kháng cự 14. Kháng cự 14. Thì sau một cái phiên mà lực cầu tương đối mạnh như thế này thì chúng ta sẽ chờ đợi một cái điểm test kỹ thuật ở đây, thì nó sẽ test lại quanh vùng 14, 14.2. Đây là cái vùng mà chúng ta có thể canh mua thêm tỷ trọng để chúng ta kỳ vọng một cái nhịp này nó sẽ đánh về khoảng vùng 15 năm đến vùng 16. Về đến trên này thì lại canh chốt thôi. Đó. Rồi, phân tích một số các cái mã ngành chứng khoán gồm có VCI. VCI thì ở đây là chúng ta nói đến cái dự kiến ở biên 7x. Nhưng mà về đến vùng kháng cự đây thì đang bị dội lại. Hỗ trợ kỹ thuật ngắn của VCI ở vùng 60, tức là bây giờ nó đang dự dự các anh chị dự sẽ đánh ở trong một cái biên này. Đó thì chúng ta sẽ canh canh ở những cái vùng hỗ trợ ở đây này, ví dụ đây là có thể tính toán ở đây, ví dụ canh canh ở cái vùng hỗ trợ 63 năm. Đó thì chúng ta mua và về đến khoảng vùng 67 68 này, vùng kháng cự chúng ta bán. HCM hồi phục kỹ thuật từ vùng hỗ trợ vùng 30 và dự kiến sẽ đưa cổ phiếu về lại vùng kháng cự đây 33.5 đến 34.5, vùng này thì cũng sẽ canh chốt thôi, khả năng là chưa đi xa được đâu. SSI cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Biên của SSI đó là vùng hỗ trợ 31 và biên kháng cự của nó ở khoảng vùng 35 đến vùng 36. SHS là một mã cổ phiếu mà có thể nói là đang có những cái kỳ vọng nhất định sau một cái thời gian tích lũy nền ở vùng 27, 26 đến vùng 27, phiên ngày thứ 5 đã đánh thoát vùng 3x. Và sau khi đánh thoát vùng 3x thì thông thường là như vậy thôi, cổ phiếu nó sẽ test lại cung và kỳ vọng là sang phiên ngày thứ 2 và thứ 3 tuần tới thì SHS sẽ test lại cung ở quanh vùng 3x ở đây ổn định, thì sau đó chúng ta sẽ có những cái đánh giá thêm cái vùng test cung ở đây. Với kỳ vọng nhịp này sẽ đánh lên khoảng vùng 34 đến vùng 34.5. MBS trong tuần vừa qua cũng đánh từ hỗ trợ 22 và cũng đã đánh thoát cái vùng kháng cự tạm gọi là vùng 24. Thì MBS cũng giống như SHS là nó sẽ test lại cung và dự kiến nó sẽ test lại cung vùng 24. Ở đây nó hình thành một cái nền tích lũy mới ở đây. Đó, và chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá ở đây để xem là cái tín hiệu test nền có ổn không, để chúng ta dự báo một cái xu hướng hồi phục tiếp theo, hay gọi là mở ra một cái trend mới tiếp theo của MBS.
CTS hiện tại thì chưa có nhiều dư địa, các cái điểm hồi phục kỹ thuật sẽ đưa CTS về lại vùng kháng cự ở đây là vùng 18 đến vùng 19. Anh em có hàng chúng ta sẽ canh chốt ở vùng này. FTS và AS. FTS vùng hỗ trợ dài của FTS ở đây, chúng ta đánh giá vùng hỗ trợ dài của nó đó là vùng 16 đến vùng 16.5. Hiện tại thì cái kháng cự của FTS ở vùng 18.3, phiên ngày hôm nay có chạm 18.3 và sau đó thì rút chân về lại 18. Với tín hiệu kỹ thuật hiện tại của FTS á, thì chúng ta có hàng thì chúng ta sẽ cầm lại để chúng ta canh chốt. Trường hợp nếu như cái vùng 17.8 này nó vẫn giữ được và lực cầu tiếp tục quay trở lại thì chúng ta sẽ kỳ vọng thêm một cái target nó cao cao hơn ở đây. Đó là có thể đi đánh về lại về vùng 19 đến vùng 20, nhưng ngược lại vùng 10 mười mấy đấy, 17.8 bị phá thì cổ phiếu lại có xu hướng quay về nền và chúng ta sẽ chốt và về nền thì chúng ta lại mua lại. AAS là một cái mã cổ phiếu tương đối hay và một số các tài khoản là chỉ chuyên đánh mã cổ phiếu này thôi. Với việc chúng ta nắm được những cái điểm hội tụ về mặt kỹ thuật, ví dụ như quanh vùng 7.5, 7.6 là vùng hỗ trợ và vùng 9.3 là vùng kháng cự, thì trong tuần vừa qua thì AS đã đánh vượt thoát vùng 9.3, tiệm cận về vùng 10. Và khi tiệm cận về vùng 10 thì đương nhiên là cái sự rung lắc nó sẽ có xuất hiện ở trong phiên rồi, và nó sẽ có những cái điểm test chỉnh cung kỹ thuật quanh vùng 9.5, 9.6 mà không gãy thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm. Bởi vì dự báo với một cái cách đi của AS như này thì nó sẽ có thêm được 1 đến 2 cây, tức là dự kiến sẽ chốt ở khoảng vùng 11 gì đó. Nói chung là dự kiến nhịp này thì khả năng 11 cộng là được. BVS. Đối với BVS thì hiện tại là nó đang chớm chạm lại cái vùng kháng cự, và cái vùng kháng cự dài của nó là vùng 26. Thì cái vùng này theo Hùng thì các anh chị có hàng á, thì chúng ta cũng có thể canh chốt một phần này. Đó, chúng ta canh chốt một phần và sau đó thì chúng ta sẽ đánh giá thêm cái tín hiệu break vùng kháng cự ở đây. Bởi vì hiện tại là chỉ sau một phiên, nó cũng chỉ là một cái phiên đánh mạnh của phiên giao dịch ngày hôm qua thôi. Còn phiên ngày hôm nay thì đang là một phiên test cung. Thì những cái điểm test cung này chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá. Bởi vì là một phiên test cung thì nó sẽ chưa đủ, nó thường nó sẽ có 2 đến 3 phiên liền sau đó. Đó thì phiên giao dịch ngày thứ hai và phiên giao dịch ngày thứ ba tuần tới đấy là những cái phiên để chúng ta đánh giá những cái kịch bản đi tiếp của BVS. VIX. VIX thì vùng 40, các anh chị có thể xem lại, đây là vùng mà khuyến nghị chốt. Bây giờ về đến 30 này là bắt đầu tổ chức bắt đáy. Thăm dò. Thì bắt đáy thăm dò ở vùng 30 và có thể là nó sẽ có thêm cả cái điểm 27 đến 27.5, chúng ta sẽ bắt hai điểm này. Bắt hai điểm này mà thất bại thì chúng ta chấp nhận cắt lỗ, còn nếu bắt hai điểm này mà cổ phiếu có xu hướng phục hồi trở lại bên này đó thì thông thường là nó sẽ nó cũng lừa nhà đầu tư ấy đó, thì thông thường là nó tạo một cái nhịp nhịp ngắn hồi phục ở đây, nó lừa nó lại đạp tiếp một phát nữa đó, thì các tài khoản bắt ở đây ra hết hàng thì bắt đầu về đến đây nó mới kéo, đấy là dự dự như thế các chị nhé. Dự báo và đây là những cái đường đi ở trong tương lai, đường đi ở trong tương lai và chúng ta dự báo như vậy đó, giống như kiểu dự báo đường đi của bão. MSB, cái cổ phiếu ngân hàng này thì trước đây em có nói với các anh chị rồi, mới lên sàn nhưng mà cái thanh khoản cực kỳ là tốt, nên đây sẽ là một cái mã cổ phiếu mà chúng ta sẽ canh để chúng ta đánh đó. Và đến thời điểm hiện tại thì gần như MSB cũng đã có một cái mức tăng trưởng tương đối tốt. Sau những cái điểm đánh ở đây, những cái điểm đánh hồi phục kỹ thuật ở đây từ vùng 17 mà hôm nay đã lên đến tận vùng 23 rồi. Dự kiến mắc của nhịp này sẽ chạm khoảng vùng 23 năm đến vùng 24, thì về đến đây thì chúng ta cũng sẽ canh để chúng ta chốt các anh chị nhé. OCB. OCB là cũng một cái mã cổ phiếu mới lên sàn của nhóm banh và cái thanh khoản cũng tương tự tốt như là mã cổ phiếu MSB. Chính vì vậy đây cũng là một cái cổ phiếu về mặt kỹ thuật để chúng ta sẽ theo dõi để chúng ta có những cái điểm đánh. Và hiện tại thì OCB cũng đã có những nhịp hồi phục về lại ở đây vùng 25. Bứt thoát được vùng 25, xong nó test lại cung vùng 25 thì nó sẽ mở chen ở đây. Và OCB cũng là một cái mã cổ phiếu đáng quan tâm.
Kiên Long Banh thì đấy, loanh quanh như thế thôi, vùng hỗ trợ đây và đánh lên. Dự kiến thì nó sẽ có những cái điểm test kỹ thuật ở quanh vùng 19 năm đến vùng 20. Với mục tiêu đánh lại về vùng 22. Ok, nhóm banh thì chúng ta sẽ phân tích như vậy. Chúng ta phân tích các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành thép gồm có Hòa Phát. Thì trong tuần vừa qua thì Hòa Phát cũng là một mã cổ phiếu góp phần vào điểm số để đẩy VN Index qua vùng 1.200 điểm. Qua vùng 1.200 điểm và cũng chính thức là break nền 47, và với xu hướng hiện tại thì nó sẽ cán về vùng 5x. Vượt thoát vùng 5x ở dự thôi, dự ở trong cái nhịp này thì đang có cái dự báo về cái khả năng của Hòa Phát sẽ đi được về khoảng vùng 52 đến khoảng vùng 53. Như vậy là Hòa Phát thì chúng ta sẽ cầm tiếp để canh chốt những cái vùng có target tốt hơn, đúng không ạ? Hoa Sen thời điểm hiện tại thì cũng không có nhiều dư địa, vẫn tiếp tục đánh giá vùng 29.5 đến vùng 3x là vùng kháng cự, và điểm hồi phục kỹ thuật thì đang đưa cổ phiếu về lại vùng kháng cự. Có hàng thì canh chốt. NKG thì dự kiến là sẽ cán cái vùng target vùng 25. Nó sẽ có những cái điểm chỉnh kỹ thuật quanh vùng 23.5, không gãy thì chúng ta sẽ có target 25. Nếu gãy 23.5 thì chúng ta tạm tạm chốt ở trong một cái vị thế ngắn các anh chị nhé. Tức là chúng ta không chống lại xu hướng của cổ phiếu đó, và chúng ta cần phải hành động theo xu hướng của cổ phiếu. Và cái câu chuyện là rất nhiều nhà anh chị em chúng ta bị mắc một cái bệnh tư tưởng, mà cái bệnh đó nó sẽ làm cho chúng ta sẽ thất bại trong cái nhịp tiếp theo. Đó là sau khi bán cổ phiếu xong thì mọi người thường hay soi lại kỹ thuật của cổ phiếu đó. Nếu như cổ phiếu mà bán xong là đa phần nhà đầu tư chỉ mong nó sàn thôi, hoặc là bị giảm rất là mạnh. Để chứng minh rằng tôi là người giỏi, tôi là người bán đúng đỉnh và tôi là người chiến thắng. Cái quan điểm đấy nó bị sai. Và khi bán xong thì cổ phiếu tiếp tục tăng thì mọi người lại ôi tiếc thế, ôi biết thế không bán. Rồi nghe ông này bảo ông kia bảo bán hớ mất mấy giá rồi là thế này thế kia. Đó, nhưng cái câu chuyện ấy là khi chúng ta bán xong rồi thì tiền đấy là tiền của chúng ta. Nó không bị cái ông bên cạnh ông ấy cấu xé, nhưng mà cái tiền ở trong cổ phiếu là vẫn sẽ bị những cái ông ở bên cạnh, ở trong ông ấy cấu xé. Đó, cái câu chuyện nó nằm ở chỗ đấy. Vậy thì khi chúng ta bán đi, chúng ta chốt lại xong thì cái tâm lý hành vi của chúng ta nên thoải mái để chúng ta đã hiện thực hóa được một cái quá trình chúng ta đầu tư, và sau đó thì cái tiền đó chúng ta lại tiếp tục đi tìm kiếm những cái cơ hội khác. Nếu bán xong cổ phiếu nó tăng, ok, đúng không ạ? Tốt quá. Chúc mừng những cái bạn đã mua được cổ phiếu của mình. Còn nếu bán xong nó giảm, thế là mình may mắn. Đó, thế thôi, đơn giản như vậy. Tiếp theo đến TV TLH này. TLH thì đây, cái vùng 12 đến vùng 13 đó là chính là những cái vùng kháng cự trung hạn. Thì gần như những cái vùng này là những cái vùng mà chúng ta mang hàng ra chúng ta chốt. Chứ lại sao, tại sao chúng ta lại đi mua ở những cái vùng này? Và những cái vùng hỗ trợ thì chúng ta mới mua, ví dụ như đây hỗ trợ 10 này, thậm chí ở đây có một cái hỗ trợ tương đối tốt này, khi mà nó từ vùng 10 nó bứt phá lên vùng 11 đó, thì đây chính là những cái vùng có thể canh mua được. TVN thời điểm hiện tại là đang lỗi hẹn cái target 18 ở đây, đúng không ạ? Bởi vì cái tín hiệu kỹ thuật của nó bây giờ đang khá là yếu, và về cơ bản thì xu hướng hiện tại là đang đi ngang sideways ở quanh vùng 14.5 thôi, chưa có nhiều cái động lực. VGT. VS à không VSG. À không phải. Các cái mã cổ phiếu nó cứ nơm nớm giống nhau, VGS. Cũng chưa có nhiều dư địa sau những cái điểm thoát break như này, nó lại quay lại nó test lại cung. Xu hướng sẽ test lại vùng 18 18 năm. Có đi được thì nó cũng phải test lại đây, và không gãy thì cái đấy nó mới kéo tiếp được đó. Chúng ta đừng có vội vàng chúng ta đua theo những cái giá xanh, những ai mà đua theo giá này là bây giờ cũng hốt phết rồi này. Phiên ngày thứ hai mà thị trường chung mà nó chỉnh giảm về mặt kỹ thuật rồi nó lại test phát nữa là có khi lại bán đúng đáy rồi nó lại bật lại đó. Rồi nhóm thép thì chúng ta cũng sẽ phân tích như vậy thôi, chúng ta xem mấy mã cổ phiếu của xi măng nhé. HT1. HT1 thì cái vùng kháng cự đây vẫn tương đối là khó khăn, vùng 19 đến vùng 19.2, gặp hôm nay gặp đến 19 là bị đổ lại.
Còn vùng hỗ trợ của em này, đây chúng ta sẽ lấy lại vùng 18, tức là cái biên trong cái biên ngắn hạn của nó như thế này đi. Đó, nôm na là như vậy, và sau đó về đến chỗ này là nó lại giảm lại rồi gặp hỗ trợ thì nó lại tăng lên. Đó. Hom hem. Hom phiên ngày hôm nay là định đánh thoát nền 5.5 nhưng mà gọi là đánh bất thành. Tuy nhiên trên góc độ kỹ thuật thì vẫn nhìn hom ở một cái chen dài về kỹ thuật. Vì nhìn hỗ trợ về chen dài về kỹ thuật nên là cái vùng ở đây, vùng 4.8 sẽ là vùng mua để nắm giữ. Và phiên ngày hôm nay thì hơi tiếc một tí nhưng mà khả năng thì không sao cả, nó sẽ có những cái điểm đánh lấp gáp ở phía đằng sau này thôi. BCC à? BCC bây giờ nó đang sau một cái thời gian nó đi ngang ở đây 12 thì chúng ta đang nói đến cái vùng 11.5 nhỉ, 11.5 đến vùng 12 của BCC. Tín hiệu ngày hôm nay cũng định đánh break thoát nhưng mà không đạt. Như vậy thì cái vùng 12 vẫn là vùng hỗ trợ của BCC. Anh chị có thể tiếp tục cầm nắm nếu như cái vùng nôm na là vùng 11.5 đến vùng 12 vẫn giữ được. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ phân tích một số các cái mã cổ phiếu của các cái nhóm ngành khác, ví dụ BFC thì có nói rồi, BFC là vẫn đang nhìn ở trên một cái góc độ trung hạn. Trung hạn của cổ phiếu, và đến thời điểm ngày hôm nay thì BFC đã có một cái lực hồi. Cái lực hồi phục này nó đang có xu hướng đánh break nền 23 với lực cầu tương đối khá và tương đối ổn định. Và với một cái lực cầu này thì kỳ vọng là nó sẽ kéo lên khoảng vùng 24, xong đó quay lại test cung ở vùng 23 không gãy thì nó sẽ mở trend của BFC. BFC thì hiện tại là tương đối là ok. Đạm Phú Mỹ. Đạm Phú Mỹ thì cũng như vậy, nó tốt rồi các anh chị, Đạm Phú Mỹ là gần như break nền rồi đấy. Break nền rồi và cũng kỳ vọng là Đạm sẽ mở trend. Ở đây nó đã kéo qua và nó đang có những điểm test cung lại ở quanh vùng 20. Như vậy là nhóm phân Đạm tuần tới dự kiến sẽ là một cái tuần giao dịch tương đối là tốt. Chúng ta có thể mở mua mới, còn đối với các cái tài khoản mà chúng ta đang cầm thì xin lỗi, các cái tài khoản mà chúng ta đang cầm thì chúng ta có thể tăng tỷ trọng. Và các cái tài khoản mở mua mới thì chúng ta cũng sẽ canh các cái điểm test kỹ thuật đó, ví dụ như là Đạm Phú Mỹ thì sẽ canh ở những cái điểm test kỹ thuật ở vùng 20. Đạm Cà Mau cũng đang đánh đánh vùng vùng 17.5 đến vùng 20, đây đang là những cái điểm vượt thoát về mặt kỹ thuật. Đó, vậy thì ở trong cái phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba nó có những cái điểm test trả lại cung về về mặt kỹ thuật, là test trả lại cung không gãy vùng 17.5 và lực cầu tiếp tục quay trở lại ổn định. Đối với Đạm Cà Mau thì nó cũng sẽ mở trend, tức là nhóm phân đạm ở trong tuần tới là cái nhóm mà chúng ta sẽ chủ đạo để chúng ta quan sát, để chúng ta có thể mở mua sau những cái trend kỹ thuật đánh rất là dài đây thì nó đang có xu hướng mở trend mới, mở trend mới các anh chị nhé. Trong nhóm ngành cảng biển thì chúng ta có TCVK. TCVK thì chúng ta nhìn ở trên trang kỹ thuật tuần, đó là hỗ trợ ở vùng 3X và sẽ kỳ vọng là sau những cái điểm đánh tích lũy thì nó sẽ mở trend. Đó, nó cứ lằng lừng khừng như thế này thôi và có thể đây sẽ là những cái thời điểm mà tạo lập sẽ gom hàng, sẽ gom làng ở đây. HAH ở vùng 26 là vùng kháng cự. Nhiều anh chị có hỏi mua không, thì tại sao chúng ta phải mua cổ phiếu ở những cái vùng kháng cự như vậy? Điểm hồi phục này cũng không đẹp nữa đâu các anh chị nhé. Về đến vùng này thì khả năng cũng sẽ bị chốt. HAH ai có hàng thì chúng ta sẽ canh để chốt được, làm sao để chốt được ở những cái vị thế nó cao nhất. GMD, rồi GMD là đã có khuyến nghị bắt thêm. Bắt thêm rồi thì bây giờ nó đã đi về đến cái vùng ở đây. Đây các anh chị này, vùng đây là vùng 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 canh bán này đấy, vùng 35.5 đến vùng 36 là vùng canh bán được rồi. Canh bán được rồi. GMD thì trong thời điểm hiện tại thì nó cũng đang gọi là những cái nhịp hồi phục kỹ thuật ngắn thôi. VNA, một cái con pen tương đối là đánh tương đối là sốc. Khả năng vùng 7 canh chốt được rồi. Ở nhóm ngành Viettel chúng ta nói đến VGI. Ở VGI thì đánh giá một cái mức độ hỗ trợ khá là sâu của VGI ở 36.5 đến vùng 37. Tín hiệu lực cầu thì đang yếu, đang yếu. Nhưng ít nhất là cũng có thể dự báo sẽ hồi phục lại được về vùng 41.5 đến vùng 42, sẽ đánh giá tiếp theo.
CTR hiện tại thì xu hướng vẫn đang đi ngang ở vùng 92.5. Vùng chốt chặn cuối cùng vùng 90, gãy vùng 90 thì ai có hàng thì cũng canh mà chốt. Mía đường QNS hiện tại đã mua được chưa? À đấy, về lại hỗ trợ đây này. Hỗ trợ 41.5 thì đang có những cái lực phục hồi bật lên và kháng cự ở vùng 44. Tạm thời ở trong biên ngắn như vậy. Mía đường Thành Công thì cũng đang đánh ở trong biên ngắn ở vùng 22 và kháng cự của nó ở vùng 24. LSS hiện tại đã có những cái gì chưa? Chưa có xu thế mới, xu hướng vẫn đang đi ngang ở quanh vùng 13. SLS thì cái mã cổ phiếu này thanh khoản nó thấp, chính vì vậy nên là chúng ta cũng chỉ view như vậy thôi. Mua thì mua được 100 cổ phiếu, là một vài trăm cổ phiếu thôi. Dự kiến là đánh về khoảng vùng 140. Cổ phiếu này thì chủ yếu là mọi người mua để ăn, để nắm cổ tức. Ngày hôm nay thì nhóm ngành dệt may đã bắt đầu có thêm những cái khuyến nghị về bắt 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 cổ phiếu. Cổ phiếu TCM nó mang một cái tính chất đó là nhịp xổ số, và các anh chị cũng có thể thấy rằng cái nhịp xổ số này thì nó cũng đã đi về đến cái vùng 115, chạm vùng 115. Thì trên góc độ kỹ thuật đó, nó sẽ đi sideways ở quanh cái vùng này. Quanh vùng 110 đến khoảng vùng 115 không gãy, đó thì nó lại kéo tiếp. Nó giống như ở đây các anh chị này, đó, sau một cái điểm nó đi sideways. Đó, và nó đánh không gãy thì có một cái nhịp xổ số, còn cái nhịp xổ số tiếp theo của em này thì chưa có khuyến nghị. Biết đâu được nó lại đánh về 200 thì như nào, đúng không ạ? Chúng ta sẽ không biết được, và chúng ta sẽ căn cứ cái tình hình thực tế thì sẽ có thêm những cái khuyến nghị. Ngày hôm nay là khuyến nghị bắt TNG này. TNG đã có một cái tín hiệu tạo nền tương đối ổn định ở vùng 22.5, đó là vùng hỗ trợ đã được phân tích trên bản tin tuần. Và phiên ngày hôm nay thì có một lực cầu tương đối tốt, ngày thứ hai có thể có những điểm trả cung quanh vùng 235, 23.5, thì đấy là thời điểm mà chúng ta sẽ canh mua tăng thêm tỷ trọng với kỳ vọng phục hồi, sẽ đánh về lại vùng 26 cộng đối với TNG. VGT cũng được khuyến nghị bắt trong phiên ngày hôm nay. Phiên VGT thì nó chưa thực sự khỏe, nhưng mà phiên bắt của VGT trong phiên ngày hôm nay ở vùng khoảng 17 năm, quanh vùng 17 năm, mà đấy là một cái điểm bắt để chúng ta kỳ vọng một cái điểm điểm đánh về hồi phục đáy. Và chúng ta sau cái điểm mua vị thế, và chúng ta chờ một cái phiên xác nhận cổ phiếu này đánh break vùng 18 với một cái lượng vô khoảng tầm trên 3 triệu cổ phiếu, thì đấy chúng ta sẽ mở một cái điểm mua thứ hai, và cũng có thể gọi là điểm mua cuối cùng với một cái điểm phục hồi T cộng của đây. Còn EVE là một cái mã cổ phiếu ở trong nhóm này. Khuyến nghị được đưa ra đối với EVE đó là con này thì đánh chậm, nhưng mà nó cũng nhìn ở trên những cái góc độ trend dài, và những ai vội vàng thì rất là khó. Các tài khoản mà đang cầm EVE thì có thể canh thêm vùng 16, 16.5 để chúng ta canh mua thêm. Khi mà cổ phiếu chạm về vùng kháng cự 18 thì nó sẽ xuất hiện một cái lực chỉnh kỹ thuật ở đây. Và chỉnh kỹ thuật xong thì dự kiến là EVE sẽ kéo, bởi vì nó đang đánh theo những cái trend dài. GIL trong phiên ngày hôm nay cũng tiếp tục khuyến nghị bắt nhịp xổ số thứ hai. Nhịp xổ số trước đây thì đã đưa hoàn thành cái vùng giá mục tiêu, đó là vùng giá 70 đến 71, và nhận diện thấy là khả năng là chưa hết sóng, nó vẫn đang mở trend. Đó, và chính vì mở trend nên là chúng ta lại tiếp tục đánh xổ số. Tập 2. Với kỳ vọng có thể nhịp này GIL sẽ tiếp tục đánh về vùng 8x. Ở nhóm ngành dệt may có một con này PPH đang đánh tương đối đẹp và đang cố gắng để có thể gom được những cái vị thế tốt. Dự kiến ở vùng 27.5 đến vùng 28, nhưng mà khả năng khó rồi, với cách đánh này thì khó rồi. Trừ khi là phiên ngày thứ hai có một phiên đạp cực mạnh. Phiên chỉnh cung cực mạnh thì may ra chúng ta sẽ gom được cái vị thế của cổ phiếu này, thì cũng đang chờ đợi ở cái vùng 27.5 đến vùng 28, vùng này thì chúng ta mua sẽ yên tâm. Đấy, còn trường hợp mà không có cái vùng này thì sẽ chấp nhận là chúng ta sẽ gom vị thế ở cái vùng cao hơn, và sau đó thì sẽ chờ những cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta túc tắc để chúng ta gom thêm các điểm mua tiếp theo. Nhóm dệt may tương đối đẹp. Cao su GVR chưa có nhiều cái dư địa.
Vùng hỗ trợ ở đây là 27 và kháng cự của nó ở đây là vùng 30. DRC cũng có mở trend được không nhỉ? Khả năng cũng khó rồi, đoạn này cũng khó. Nếu mở trend thì nó về được khoảng tầm vùng 32. Còn hiện tại hỗ trợ ở đây là vùng 29 thì cũng có thể xác định là vùng 29 sẽ là cái vùng hỗ trợ, nếu bị phá 29 thì bán, nếu mà không phá 29 thì cầm. PHR thời điểm hiện tại cũng không có quá nhiều cái dư địa các anh chị nhé. Các cái lực phục hồi rất là ngắn. DRI của nhóm ngành cao su ngày phiên ngày hôm nay thì khuyến nghị bắt trở lại sau những cái điểm mà hội tụ kỹ thuật của nó ở đây. Điểm bắt ngày hôm nay tương đối là đẹp đó. Chúng ta sẽ đánh T cộng để kỳ vọng là nó sẽ đánh lại về 10. Thế thôi, trong một cái nhịp ngắn ngắn chúng ta bắt khoảng tầm 5-7%. Trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta có nói đến nhóm ngành sông Đà. Và ngày hôm nay thì một số các anh chị em có hỏi là SCS có mua được không? Thì SCS đến thời điểm hiện tại là không mua được những anh chị 42 cộng ở đây rồi. Đây là vùng kháng cự rồi. Còn cái vùng hỗ trợ của nó nằm ở dưới này cơ. Đó là vùng 36 năm. Nó là vùng 36 năm. Một phục hồi kỹ thuật ở đây. Còn trong cái nhóm sông Đà thì cũng đã có phân tích cho các anh chị mã cổ phiếu SDT. Rất là ok. Nhìn ở trên trend kỹ thuật, nhìn ở trên trend ngày thì chúng ta thấy rằng nó có một cái vùng hỗ trợ 6.5 đến khoảng vùng 6.6 khá là tốt. Còn nếu mà chúng ta nhìn ở trên góc độ kỹ thuật tuần đó thì chúng ta cũng nhìn thấy rằng là đây là một cái vùng mà cổ phiếu này cần phải đánh vượt thoát đi qua, và sau khi đánh vượt thoát qua cái vùng này thì nó sẽ mở trend đó, nó sẽ mở trend. Chính vậy nên là cái cổ phiếu cái dòng sông Đà hiện tại là cái thanh khoản nó không tốt. Tuy nhiên với những cái tài khoản mà chúng ta có vốn khoảng tầm từ 100 đến 200 triệu cổ phiếu thì chúng ta đánh cái nhóm sông Đà nó là hoàn toàn đánh được 6.6 và vùng 6.5. Đây sẽ là những cái vùng gom sông Đà tương đối được. SD3 cũng khá là ổn. Đó, nhìn trên trang kỹ thuật tuần thì SD3 cũng đang có một cái trend đánh lên tương đối là đẹp và về chính thức là thoát 4. Đó, thoát 4 là sẽ đánh tiếp. Thoát 4 là sẽ đánh tiếp, và hôm nay trên trend tuần thì nó đóng cửa ở vùng 4.1. Nhóm sóc đà thì phải xem ở trên trend tuần. SD4 cũng đã được khuyến nghị đầu tư, và đối với SD4 thì đang chờ đợi một cái tín hiệu kỹ thuật. Nó thứ nhất là nó phải break được cái vùng 6 này, là cái vùng kháng cự, và cái vùng hỗ trợ của SD4 thì đâu đó khoảng vùng 5.2, và hiện tại thì cái biên hỗ trợ của SD4 sau 3 tuần đang đi ngang tích lũy thì dự kiến là sẽ có những cái điểm đánh để vượt thoát ở đây này. SD6 SD6 thì cần chờ một cái tín hiệu để đánh break vùng 5 và vùng 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 gọi là vùng hỗ trợ về mặt kỹ thuật của nó ở vùng đây là khoảng vùng 4.4 đến vùng 4.5. Đó là vùng có thể canh gom, và thực tế thì có thể là có một cái điểm sâu ở đây khoảng vùng 4.2, nhưng mà điểm gom 4.2 thì bây giờ khả năng là khó. Rồi, chúng ta sẽ điểm qua một số các cái mã cổ phiếu penny. Thì trong cái thời điểm vừa qua, nếu như chúng ta không có cái phiên giao dịch của ngày thứ 5 và ngày thứ 6 thì chúng ta thấy rằng dòng tiền gần như tập trung vào một số các cái mã cổ phiếu pen, một số các cái mã cổ phiếu nhỏ, và đặc biệt là nhóm cổ phiếu của anh Quyết. Đó, nhóm cổ phiếu của anh Quyết thì tăng cực kỳ là tốt, và chúng ta sẽ xem lại một số các cái mã cổ phiếu pen đã được khuyến nghị trong cái thời gian vừa qua trên team. Thì đối với Hút ở thời điểm hiện tại nó đã đi đạt được cái target ở vùng 7 và nó đang có những cái điểm test chỉnh về mặt cung kỹ thuật ở đây rất là đẹp. Những cái điểm chỉnh cung này ở quanh vùng 6.5. Không gãy nó tích lũy ổn định thì sẽ kỳ vọng tiếp theo có thể đánh về vùng 8 đối với Hút. Đối với Hút các anh chị nhá. Trong nhóm của anh Quyết thì cũng chỉ có khuyến nghị mấy mã cổ phiếu thôi. Nhóm A thì ngày hôm nay có một điểm đánh vượt thoát vùng 6.5 nhưng mà đây là vùng kháng cự này. Đó thì nôm na ở cái vùng này thì chúng ta có hàng thì chúng ta chốt thôi. AMD. AMD thì nó cũng đã vượt khỏi kỳ vọng, tức là kỳ vọng thì cũng chỉ đánh về đâu đó khoảng đây. Khoảng vùng 3.3.8, nhưng mà sau đó thì trong tuần vừa qua thì nó đánh vượt lên đến tận vùng 4.2 và bây giờ lại mở kênh
hay là gọi là mở trend, thì có những cái điểm test về mặt kỹ thuật ở đây thì chúng ta sẽ xem thêm. Chúng ta sẽ xem thêm. Nếu mà nó đánh ở vùng 3.8 mà không gãy, đó, vùng 3.8 mà không gãy mà nó tích lũy ổn định lại đây thì ok, chúng ta lại làm nhịp xổ số tiếp theo. Đó. Nếu nếu có kỹ thuật mở trend ở đây thì chúng ta sẽ cần phải đánh giá thêm một vài phiên nữa. Hai đó, cổ phiếu của anh Quyết thì cũng chỉ có phân tích có 3 mã cổ phiếu này thôi. Thì hai cũng vượt khỏi kỳ vọng, trong cái kỳ vọng thì cũng chỉ đánh bảo là hai sẽ đánh về đâu đó khoảng vùng 3.6 đến khoảng mắc thì ở khoảng vùng 3.8. Trên thực tế thì đánh lên tận 4.2 và bây giờ hai thì cũng đang có những cái nhịp chỉnh kỹ thuật ở đây, thì theo Hùng thì biết đủ là đủ thôi. Nhìn chung là ở cái vùng này thì chúng ta cũng chốt được rồi. HHS HHS ôi đánh khiếp thế nhỉ. HHS sao đánh tương bừng thế nhỉ. Sau khi đánh về 7 dự báo chỉnh kỹ thuật. Đấy, nó lại đạp về cái hỗ trợ đây 6615 và như thế là trong tuần là nó đánh một mạch thủng buổi 7.5. Thủng 7.5 và phiên ngày hôm nay thì cũng đánh thủng luôn cả 8. Đánh tương đối là khỏe đấy. Ok, như vậy với tín hiệu kỹ thuật này thì cơ bản là HSS đang đánh mở gap nó hơi rộng, mở gap nó hơi rộng này thì nó sẽ quay lại lấp gap thôi. Có hàng thì canh chốt, có hàng thì canh chốt thôi nhá. ETA tín hiệu cầu của phiên ngày hôm nay là đẹp rồi. Ở trên góc độ kỹ thuật thì ETA chúng ta phân tích một sóng lên ở bên này. Rồi và sau đó thì ETA bị một cái nhịp chỉnh chung với thị trường và sau đó thì nó lại lấy lại cái nhịp chỉnh chỉnh chung này thì nó cũng không không phải là thực sự xấu. Bởi vì về mặt lý thuyết là nó cũng chỉ giảm thông thường thôi. Phiên ngày hôm nay thì ETA có một cái lực cầu trên 25 triệu cổ phiếu và đánh break lại 7, ok, đẹp rồi. Phiên ngày thứ hai nếu có những cái điểm một sẽ có thêm một điểm hai điểm test ở đây, bao giờ nó cũng như vậy, khả năng thì nó chưa chạy ngay được đâu. Nó sẽ có một hai điểm test ở trên vùng 7.2 ổn định thì lực cầu tiếp tục duy trì quay trở lại khoảng tầm độ duy trì được cái mốc trên 20 triệu cổ phiếu. Đấy là cái dòng tiền đầu cơ đã bắt đầu đánh cổ phiếu thì đấy là thời điểm mà chúng ta sẽ quyết liệt để chúng ta đánh mã cổ phiếu ETA ở trong nhịp này. HAG cũng tương đối là đẹp rồi, HAG cũng đã khuyến nghị mua ở cùng với HNG. Thì HAG trong một mục tiêu đó là đánh về vùng 5.5, 5.5 và sau cái điểm đánh break 5.5 này thì HAG test cung cực đẹp. Đó, và lực cầu thì đang duy trì tương đối là ổn định. Và với lực cầu này thì sẽ dự kiến là HAG sẽ cán cái vùng target tiếp theo ở khoảng vùng 6. VHG đến thời điểm hiện tại thì cũng đang nhìn ở trên trend kỹ thuật là gọi là trên trend tuần, nó cũng đang có những cái điểm mở trend thì nó đang bị gặp cái vùng kháng cự 2.7 tương đối là mạnh ở đây. Tuy nhiên cũng không sao cả bởi vì nó đã có một cái vùng chốt chặn về mặt hỗ trợ ở đây rồi. Vùng chốt chặn hỗ trợ về mặt 1.8 đến vùng 1.95 và lực cầu thì tiếp tục duy trì ổn định ở khoảng trên vùng 11 triệu trên một tuần. VHG thì cũng nhìn ở một cái trang kỹ thuật tương đối là dài. TTF là đang canh này, đang canh để mua. Bởi vì thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng thấy rằng TTF cũng đã có những cái điểm mở trend về mặt kỹ thuật tương đối là đẹp ở đây. Thì sẽ đang canh điểm mua một ở quanh 7 và có thể sâu hơn ở khoảng vùng 6.7. 6.7 thì không biết có không. Nhưng ít nhất là điểm mua 7 để chúng ta chấp nhận một cái điểm vào vị thế ở đây. Đây hỗ trợ 7, ok. Đó. LDG. À xin lỗi cả nhà, DLG. Hiện tại cái nhóm gỗ đang đánh tương đối là tốt và điểm mở trend kỹ thuật của em này cũng đang khá là tưng bừng đó các anh chị. Với cái cách đánh như thế này, dòng tiền bắt đầu đánh từ vùng 2, sau đó nó rũ sạch và dòng tiền tiếp tục quay trở lại và phiên nếu xét về mặt kỹ thuật thì trong tuần là nó đã thoát vùng 2.27. 2.2. 2.25. Nó đã thoát cái vùng 2.25 ở đây rồi. 2.25 ở đây rồi. Có nghĩa là nó đã break khỏi cái vùng kháng cự tuần.
Trong một cái thời điểm từ năm 2020 đến năm 2000 đến tháng 4 của năm 2021, tức là nó đi ngang sideways quanh cái vùng này 1 năm 3 tháng, coi như 1 năm 3 tháng đi. Và đến thời điểm hiện tại, đây là những cái tín hiệu đầu tiên để có thể kỳ vọng một cái trend kỹ thuật mới của em này. Sang tuần thì không biết cái việc là có trả cung hay không, nhưng mà nếu mà không trả cung thì cũng phải chấp nhận vào một cái vị thế ở đó nào đó ở quanh vùng 2.4, và từ cái điểm vào vị thế đó thì chúng ta sẽ bắt đầu túc tác để tính các cái điểm mua tiếp theo. Khá là đẹp. Hoặc là ví dụ như là SSN cũng là một mã đang mở trend tương đối đẹp. Đó, vùng hỗ trợ ở đây vùng 7.6 đến khoảng vùng 8. VKG. TTH, đó ví dụ như vậy. Đấy, TTH thì có thể là chạm vào vùng 3.5. Những cái điểm mở trend khá là đẹp. HH. G. Đó, HHG thì cũng tuần trước cũng có phân tích rồi, và bây giờ thì nó lại đang đấy, tức là những cái điểm sau, những cái điểm thất bại ở đây thì nó đã bắt đầu mở một trend. Và thông thường là chúng ta tìm lại được những cái trend kỹ thuật của cái mã cổ phiếu mà mở trend như thế này thì gọi là ăn bằng lần luôn. Đánh rất là khỏe. Đó, hoặc là ví dụ như vì sao chúng ta lại nói đến SD6 chẳng hạn. Đó thì chúng ta cứ view một cái tổng quan như thế này đi. Đó, sau một cái giai đoạn là cổ phiếu bị thất bát, hoặc là một cái giai đoạn gọi là suy thoái rất là mạnh, thì đây đang là những cái điểm mở trend của SD6, và những cái mã cổ phiếu này thì cũng sẽ kỳ vọng để cầm dài thôi. Rồi, như vậy là chúng ta đã view xong một số các cái mã cổ phiếu cơ bản của tuần. Còn là những cái mã cổ phiếu nào mà không có ở trên bản tin tuần thì các anh chị có thể comment bên dưới dòng bản tin. Bản tin ở đây thì cũng sẽ có những cái phân tích và trả lời cho các anh chị trong những cái thời gian sớm nhất, ít nhất là đến hết tối chủ nhật thì cũng sẽ trả lời tất cả những cái thông tin đó. Và hiện tại thì cũng đã up lại cái room cộng đồng R6. Đối với tất cả những anh chị em mà đang nằm ở các cái room cộng đồng R7, R8, R9, 7, 8, 9 mà chưa được phê duyệt thì sẽ vào lại room R6 và cũng sẽ phê duyệt lại. Và mỗi một tài khoản thì chúng ta chỉ vào một team cộng đồng. Còn đối với những tài khoản nào mà vi phạm cái quy định cùng lê, đó là team nào cũng vào thì cũng sẽ kích tất tất cả các room. Đó, bởi vì không có lý do gì mà chúng ta lại vào hết tất cả các room cả. Vào hết tất cả room đó là các anh chị vào với một cái mục đích không phải là để nhận các cái thông tin, để làm những cái việc khác, nên là mới vào hết tất cả room cộng đồng. Chính vậy, trên các cái room cộng đồng, các anh chị nhớ lưu ý giúp Hùng, những ai mà đã đang nằm ở trên 3 room thì khẩn trương ra 2 room còn lại, và chúng ta chỉ ở lại một room thôi. Và trên cái room cộng đồng đó thì cũng sẽ chia sẻ một số các cái thông tin về thị trường, thông tin về cổ phiếu lên trên đó, và tất cả những cái room cộng đồng hiện tại Hùng đã khóa hết cái chức năng không chat. Đó, các anh chị cảm thấy mà ok thì chúng ta ở lại, không ok thì chúng ta ra thôi, chứ chúng ta cũng không có cái bắt ép bắt buộc cái gì cả, nên là chúng ta cũng không nên có những cái tranh luận về cái câu chuyện là khóa lại những cái chat ở trên đó, bởi vì trên đó thì rất nhiều những anh chị là gửi những cái quảng cáo, rồi gửi tất cả những cái thứ mà nó không liên quan đến về chứng khoán, ví dụ như vậy, nó là không không ok, không happy đối với cá nhân của Hùng Lê. Rồi, phần cuối của bản tin thì sẽ dành khoảng tầm độ 10 phút để chúng ta nói đến những cái câu chuyện về thị trường chứng khoán Việt Nam trong cái tuần giao dịch thứ hai của tháng 4, đúng không ạ? Trong tuần giao dịch thứ hai của tháng 4 thì cái câu chuyện là sau được 2 phiên hốt hoạt động tương đối là bình ổn thì cái lỗi đây các anh chị, cái lỗi nặng nề lại bắt đầu quay trở lại, lỗi nặng nề lại bắt đầu quay trở lại đây. Thậm chí là trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì ngay đầu giờ chiều, các phiên bình thường thì vẫn được còn đến 2 giờ, còn trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì ngay đầu giờ chiều đã chết đứt hẳn toàn bộ. Đó, tức là thị trường của chúng ta có 2 phiên giao dịch thì chỉ giao dịch được 1 phiên thôi. Đó, câu chuyện là đối với thị trường là như vậy. Và câu chuyện này thì nó vẫn sẽ tiếp diễn sang các cái tuần giao dịch tiếp theo, và sang tuần tới thì khả năng nó cũng sẽ không có nhiều cái chuyển biến về cái câu chuyện này. Vì vậy là chúng ta sẽ tiếp tục phân tích trên dữ liệu sai lệch. Cứ tạm gọi là dữ liệu sai lệch, tức là chúng ta có dữ liệu như nào chúng ta phân tích như vậy. Rồi, trên góc độ kỹ thuật, trên góc độ kỹ thuật tuần thì sau khi mà chỉ số VN Index của chúng ta bứt phá qua vùng 1.200 điểm thì với quan điểm thận trọng của Hùng đó, thì cái gì nó cũng như vậy, thị trường nó bứt phá qua thì thị trường nó cần phải có những cái phiên để nó điều tiết lại
cung cầu điều tiết lại cổ phiếu. Vì vậy là các cái phiên giao dịch của tuần giao dịch mới thì theo quan điểm cá nhân của ông Lê thì thị trường sẽ có những cái điểm test cung. Đó, nó test về đâu thì nếu mà nó test sâu nhất thì nó có thể là nó sẽ test về vùng 1.200 điểm để khẳng định cái vị thế ở đây. Cùng với đó thì nó sẽ đi xây nền. Tất cả các mã cổ phiếu sau cái điểm break thì nó cũng phải cần có thời gian để nó hấp thụ lại cái lượng hàng, hấp thụ lại các cái điểm xây nền ở đây, thì VN Index của chúng ta cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Và tạm thời ở thời điểm này thì là một cái thời điểm mà sau một cái phiên hàng T3 đó, chúng ta sẽ phải căn lại cái vị trí của cái phiên giao dịch của đây trên biểu đồ VN Index. Thì sau những cái phiên giao dịch rất là mạnh mẽ của thị trường để đưa thị trường của chúng ta về hồi phục bứt phá lại, đó là phiên ngày giao dịch ngày thứ năm và ngày thứ sáu là phiên tập trung, gần như là phiên tập trung để phiên kéo trụ. Vậy thì cái lượng hàng về này thì mặt bằng cổ phiếu mới sẽ được xác định, sẽ được xác định một cái mặt bằng mới như thế nào thì chúng ta sẽ cần thêm, tức là phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba, thậm chí là đến tận ngày thứ tư đó, tuần tới, trong một cái nhịp test trả cung của thị trường đối với chỉ số VN Index. Và thị trường muốn đi tiếp thì nó cần thời gian, chứ không thể là nó cứ kéo ầm ầm đi như vậy được đâu, bởi vì là rất nhiều lần rồi chứ không phải một lần này nữa. Còn trên góc độ kỹ thuật của chỉ số VN 30 và VN 30 F1M thì chúng ta sẽ nhìn nhận ở trên góc độ là cái vùng vùng test cung. Vùng test cung có thể hội tụ ở vùng 1.000, trong phiên giao dịch ngày thứ hai ấy, sẽ test lại vùng 1.225 điểm của cả chỉ số VN 30 và chỉ số VN 30 F1M. Đây là cái vùng hỗ trợ thứ nhất mà dự báo là bộ đôi chỉ số này sẽ test cung lại ở đây. Cùng với đó thì chỉ số VN Index sẽ test cùng với cả chỉ số VN 30 và chỉ số phái sinh. Và trên một cái góc độ, nếu chúng ta nhìn ở trên trend ngày, đây chúng ta nhìn ở trên trend ngày, chúng ta sẽ nhìn view nhỏ lại cái này một tí, thì chúng ta có thể nhìn ở đây, bắt đầu từ cái thời điểm này thì chúng ta sẽ lấy cái biên của VN Index ở vùng 1.150 điểm đến vùng 1.120 điểm làm cái biên gọi là biên tích lũy dài. Đó, biên tích lũy dài để mở trend. Đây là cái điểm mở trend đầu tiên. Đây là cái điểm mở trend đầu tiên sau một giai đoạn tích lũy dài của thị trường chung ở vùng 1.150 điểm đến vùng 1.120 điểm. Và sau điểm mở trend đó thì nó sẽ phải test cung. Và test thành công hay thất bại hay như thế nào thì nó sẽ nằm ở các cái phiên giao dịch của ngày thứ hai và ngày thứ ba tuần tới, thì chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá. Và những cái điểm test cung đó thì chúng ta sẽ dựa vào các cái ngưỡng hỗ trợ của thị trường. Đó là ngắn hạn thì ở của VN30 và VN30 F1M, đó là vùng 1.125 điểm, 1.125 điểm. Và chỉ số VN Index thì xu hướng sẽ test lại về biên 1.000, 1.200 này. Dự kiến là như vậy, bởi vì khi mà cổ phiếu sau một cái giai đoạn mà các cái trụ kéo xong, đó thì các cái trụ sẽ ngừng kéo và lúc đó thì nó sẽ quay lại một cái sự vận động bình thường của thị trường, tức là các cái phiên kéo của trụ á, nó chỉ và các cái nhóm của ví dụ như là nhóm banh hoặc là nhóm chứng khoán á, thì nó chỉ kéo ở cái điểm đầu thôi, gọi là cái điểm khởi động của thị trường đó, và sau những cái điểm khởi động đó thì các cái nhóm ngành nó sẽ thể hiện cái vai trò của các nhóm ngành, chứ còn tiền không thể là liên tục kéo trụ như vậy. Và sau những cái điểm kéo kéo vượt thoát kháng cự rồi thì nó sẽ có những điểm test lại cung ở vùng kháng cự, tức là test sâu thì nó sẽ chạm đến vùng kháng cự, còn nếu test không sâu thì có thể nó sẽ ở trên vùng kháng cự một tí. Thì cái phiên giao dịch của ngày thứ hai thì tạm thời chúng ta sẽ quan sát những cái vị thế như vậy. Và sau đó thì trong cứ kết thúc các cái phiên giao dịch hàng ngày thì cũng sẽ có thêm những cái đánh giá về xu hướng về mặt thị trường. Đó, ví dụ như là trong tuần giao dịch trước nó thì chúng ta đánh giá ở cái mốc là điểm nhấn kỹ thuật của VN Index khi break phá vùng 1.175 điểm, chỉ số VN 30 và chỉ số phái sinh phá ở vùng 1.177 điểm, thì đấy là những cái tín hiệu kỹ thuật để giúp cho chúng ta nhận diện một cái xu hướng mới của thị trường đó. Rồi, bản tin tuần của chúng ta kết thúc và hẹn gặp lại tất cả anh chị em cộng đồng nhà đầu tư trong các bản điểm tin tuần tiếp theo. Với những mã cổ phiếu mà chưa được phân tích, các anh chị quan tâm thì các anh chị có thể comment ở bên dưới dòng bản tin và cũng sẽ dành thời gian để phân tích và hỗ trợ tất cả các anh chị em. Rồi, hẹn gặp lại cả nhà trong các cái bản điểm tin tiếp theo.